Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhân chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể đại chúng. Mặt già xương đêm nhẹ kéo về, không thêm hoang vắng gợi cô liêu, bao niềm tôn kính từ hoan hỷ, hình ảnh trang nghiêm bóng tăng già. Kính bạch quý ngài, trước sự trang nghiêm trên chiếc hình y rực rỡ của hình bóng tăng già, để buổi lễ hôm nay được thập toàn viên mãn, pháp sự được trao viên, chúng con xin thành tâm đê đầu cung thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhân từ bi hoan hỷ, vận chuyển thiện âm khai mở từ tâm, ban bố lời pháp nhũ cho hàng đệ tử chúng con. Chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm Mậu Tuất 2018. Tại Tịnh Thất Quan Âm long trọng cử hành tổ chức đại lễ vía Đức Phật A Di Đà. Và hiện giờ là 8 giờ 41 phút sáng giờ Việt Nam. Giác Nhàn đang có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm và A Di Đà Phật. Một năm chúng ta tổ chức kỷ niệm lễ viếng Đức Phật A Di Đà chỉ có một lần vào ngày 17 tháng 11 âm lịch. Cho nên hôm nay cái buổi giảng này tương đối là quan trọng. Hôm nay quý chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, có những vị niên cao lạp trưởng, những vị tuổi đạo cao, tu cũng nhiều năm hơn Giác Nhàn, tuy nhiên hôm nay cũng quá bước đến Tịnh Thất Quan Âm để dự lễ vía Đức Phật A Di Đà. Trong lòng Giác Nhàn thực sự cung kính bội phần, gieo chấm lên tấm lòng thành cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng ni trong cái ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà, phát lên cái tín nguyện hạnh để cảm đến cái nguyện của Đức Phật A Di Đà, sau khi bỏ báu thân này chúng ta đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và A Di Đà Phật. Sáng hôm nay Giác Nhàn sẽ nói cái sử liệu nào nói về cái ngày 17 tháng 11 là ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà, và cái duyên khởi từ đâu, và cái nguồn sử liệu này nó có chính xác hay không. Thì trước khi Giác Nhàn nói đến cái duyên khởi để mà nói đến cái ngày 17 tháng 11 lễ vía Đức Phật A Di Đà đó, thì Giác Nhàn có một cái tâm nguyện sáng hôm nay xin cúng dường chư tôn đức tăng ni và gửi đến toàn thể quý Phật tử có mặt ở đây, cũng như sau khi cái đĩa này làm xong chúng ta nghe lại. Thì sáng hôm nay trong lòng nó cũng bùi ngùi, vừa buồn ngùi mà nó vừa hổ thẹn vô cùng. Cái này là tấm lòng chân tình của Giác Nhàn gửi đến. Đến ngày hôm nay thì đọc văn sao được đúng một năm. Từ khi bên Mỹ đọc văn sao có ấm tổ rồi thì quyết định quay về lại quê hương, đến nơi cái Tịnh Thất mình khai sơn lập địa. Bao nhiêu con người họ chờ đợi mình ở đây và ẩn dập dưới khu chiên tu thời gian lâu dài. Mãi đến hôm nay cũng được ngót một năm rồi. Ngày sáng hôm nay tự nhiên trong lòng nó bùi ngùi. Cái tâm trạng này thực sự Giác Nhàn nói với mình, chứ không phải bắt người khác phải làm theo. Trong lòng nó bùi ngùi, tức là mình tu mấy chục năm rồi,
ngót đến hôm nay cũng 35 năm. Từ 12 tuổi xuất gia đến hôm nay 47 tuổi rồi, nhưng mà vẫn chưa niệm Phật đạt được cái mức độ tịnh niệm tương kế, câu Phật hiệu, nó chưa đi vô nhất tâm, chưa đi vô niệm Phật tam muội được. Thì sáng hôm nay mình hỏi vì sao như vậy, tự hỏi lại lòng mình vì sao như vậy, vì sao như vậy. Vì thứ nhất đó là mình không làm theo người đi trước chỉ cho mình. Ấn Tổ chỉ cho mình trong tâm bốn chữ A Di Đà Phật, mim mim mật mật, như con nhớ mẹ. Mình là con, Phật A Di Đà, Quan Âm là cha mẹ. Mim mim mật mật như con nhớ mẹ. Trong tâm rõ ràng từng chữ từng câu. Tuy rằng trong tâm niệm, nhưng mà nó cũng có cái tướng niệm, cái tiếng ở trong tâm. Nghe cho rõ ràng. Tuy nhiên bây giờ mình không nhớ Phật được thì mình nhớ số cho rõ ràng. Một hơi thở từ 1 đến 3, từ 4 đến 6, từ 7 đến 10. Nếu ai chịu làm theo chắc chắn sẽ được nhất tâm bất loạn và được niệm Phật tam muội. Vẫn nhàn tin cái vị lão sư Ấn Công là tổ sư Ấn Quang, ngài không có lừa chúng ta, ngài không lừa dối chúng ta. Nhưng mà vì sao chúng ta làm không được? Bởi vì miệng mình niệm Phật nhưng mà tâm mình nó vướng vô trần cảnh. Nó dính vô trong trần cảnh, nhà cửa xe cộ tiền bạc quần áo, cái gì cũng là của mình hết. Nó là giả mà cho nó là thiệt là của mình. Rồi thọ mạng sáng không đảm bảo được đến chiều, thọ mạng hết rồi duỗi hai tay trắng ra đi. Mang nghiệp ác thì vô tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nghiệp thiện là sanh vô cõi trời, giữ được năm giới. Còn cái tâm ái nhiễm vẫn chui vào trong thai bào của cha mẹ 9 tháng 10 ngày. Cái người không vãng sanh được đó là miệng niệm Phật mà tâm vướng vào trần cảnh. Cho nên cái tịnh niệm nó yếu nhất. Vừa đề khởi câu Phật hiệu, cái ý thức vọng niệm khởi lên đánh tan câu Phật hiệu mất liền. Đó là nói ban ngày, chưa nói vô ngủ. Ngủ khi vô chìm trong giấc mộng thì nữa thì thôi rồi, gặp ác mộng đủ thứ cảnh, không làm chủ được. Mắt nó vừa nhìn cảnh cái là nhãn căn tiếp xúc với sắc trần, cái là câu niệm Phật mất liền. Nhĩ căn là tai nghe đến thinh trần, cái là đánh tan câu niệm Phật mất liền. Thì chứng tỏ cái câu niệm Phật mình hàm dưỡng nó còn yếu, đúng không? Yếu lắm, yếu nhất à. Xúc chạm đến một cái gì êm ái, hoặc là trong cái cơ thể mình đau đớn gì đó, cái cảm thọ khó chịu là câu niệm Phật mất ngay. Không giữ được câu Phật hiệu. Thì Ấn Tổ nói là câu Phật hiệu lấy đó làm bổn mạng nguyên thần, tức là cái ý niệm này là quan trọng nhất, niệm Phật là quan trọng nhất, để trong tâm còn tất cả những cái khác đó là phụ. Nếu ai làm được như vậy thì hiện tại người ta an vui. Trong câu Phật hiệu nó có vô lượng công đức, phước báu nó sẽ tới. Trong câu Phật hiệu nó vô lượng quang minh, trí tuệ sẽ khai mở. Khai mở như thế nào? Khai mở là tâm đồng tâm chư Phật, trí đồng trí chư Phật, nguyện đồng nguyện chư Phật. Và giữ câu Phật hiệu này là thọ mạng kéo dài. Trong câu Phật hiệu này vô lượng thọ trong đó. Nói thì nghe được như vậy, nhưng mà giữ câu Phật hiệu không được. Trong lòng cứ bùi ngùi. Thực sự cái tâm trạng hôm nay, Ấn Tổ nói ngày Vĩnh Minh Diên Thọ là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, ngày 17 tháng 11 ngày vãng sanh Tây Phương rồi. Trong này có sử liệu chút nữa giác nhàn nói. Còn mình thì bây giờ ngồi đây trước mặt
mịt mịt mờ mờ, mênh mênh mang mang, không biết đường đi lối về, biết đó là Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà sẽ cầm đài vàng xuống đón mình, nhưng mà tính tâm đối với cảnh giới cực lạc với Đức Phật yếu nhất, nguyện tâm yếu nhất và hành trì cái câu Phật hiệu cũng yếu nhất, yếu lắm. Bị một trần cảnh bên ngoài nó nhập vô tâm cái là câu Phật hiệu tan mất liền, như xương mốc tan mất. Nhưng mà nếu mà cái người đó mà họ mim mim mật mật được câu Phật hiệu thì tính tâm của họ được đề khởi. Vì khi mà họ vào cái công phu được niệm Phật thì cái thô tâm, cái thô của vọng tâm ác niệm bắt đầu nó tan biến từ từ, từ từ nó nhẹ lòng. Lúc đó bắt đầu mình mới thương Phật, thương Phật, nhớ Phật vô cùng. Vừa đề khởi là ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối xin Đức Từ Phụ A-di-đà Phật phóng quang tiếp độ. Nước mắt rơi lệ, lông tóc dựng đứng. Thì cái đó là cái tính tâm của chúng ta bắt đầu nó kiên định, rồi tha thiết một mực muốn về Tây Phương Cực Lạc. Giống như là người đang nhốt trong lao ngục, mong từng giờ, từng phút, từng giây để ra khỏi cái lao ngục. Thấy trong cái ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược này, nó dơ giấy, nó bẩn thỉu, nó hôi hám, giống như con dồi đang ở dưới hầm phân, mong ra thoát khỏi từng ngày, từng giờ. Nhưng mà người đó không có niệm Phật thì người ta không có ý niệm này. Mà khi không có niệm Phật thì bắt đầu người ta niệm vô trong cái ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, nó dính vô đây. Cái tâm không để không không được. Nếu không duyên vào trần cảnh thì nó phải duyên trong cái cửu giới. Cửu giới là từ địa ngục đến Bồ Tát giới, là cảnh giới từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, A-tu-la, trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát là cửu giới. Bữa Dân Nhàn có đọc cái đoạn này, quý vị nghe Ấn Tổ nói đúng không? Cái tâm mình không duyên nơi Phật cảnh thì nó phải duyên nơi cửu giới. Cái tâm mình nó không duyên nơi câu Phật hiệu thì nó phải duyên vô tham sân si mạng, tự tư tự lợi. Cái người đó giỏi lắm đi nữa, họ duyên vô là 10 điều thiện, rồi thọ mạng hết, họ lên cõi trời, họ hưởng hết phước, rồi bắt đầu họ phải đọa lạc. Bao nhiêu con người này hôm nay có cái duyên đến tỉnh Thất Quan Âm. Dân Nhàn không phải lên đây để giảng dạy chỉ bày ra oai mình là một người tu tịnh độ sâu dày rồi khoe khoang khoác lác, không có ý niệm này. Mà thực sự hôm nay lên đây tự trầm, tự thuật lại, trầm thuật lại cái tâm trạng của mình khi đọc đến văn sao của Ấn Tổ, và có những cái tâm niệm gửi gắm đến các bạn xen nhân cái ngày lễ viếng Đức Phật A Di Đà. Phát Bồ Đề tâm dũng mãnh, niệm một câu Phật hiệu, đem toàn bộ cái tâm thức của mình đặt nơi câu Phật hiệu là chính, làm bổn mạng nguyên thần. Những ý niệm khác là phụ. Tha thiết chân thật như con nhớ mẹ, không quyến luyến gì trần cảnh này nữa hết. Dầu cho mình quyến liếng thọ mạng hết cũng không mang đi được, mà nó để đọa lạc nữa, mất cả chì lẫn chài. Đây là cái niềm cảm xúc của Giác Nhàn nhân cái ngày lễ viếng Đức Phật A Di Đà. Và có một số quý Phật tử hỏi sao các chùa khác tổ chức lễ đài dựng tượng Phật Di Đà để bông sen, thắp đèn, rồi có ca hát văn nghệ văn rừng đồ, mà sao chùa thầy im lìm, cứ đóng cửa niệm Nam Mô Di Đà Phật hoài vậy, thấy buồn quá vậy thầy. Thì những người mà họ đến với Tam Bảo mà họ thích cái hình thức bên ngoài á, thì quý thầy cũng thuận theo họ để cho ca có hát, rồi làm hình thức đốt đèn đồ để cho họ vui, để mà dụ họ đến chùa. Còn những người mà thực sự họ chân thật niệm Phật là họ đến đây họ thích tụng kinh, họ thích niệm Phật. Đúng không quý vị?
Ở dưới đó Phật tử ai thích đâu giơ tay lên coi ạ. Thích mà hồi tối có niệm không hay ngủ? Cũng có niệm ha. Dạ vâng. Thì tối hôm qua cũng hơi đông cho nên đi kinh hành nó hơi chật. Cái pháp hội ở đây hôm nay mục đích là chúng ta về niệm cái câu Phật hiệu, lấy cái công đức này hồi hướng cho cha mẹ của quyền thất tổ đã quá vãng. Lỡ cha mẹ của quyền thất tổ của mình đã quá vãng đọa địa ngục, hôm nay bao nhiêu cái con người này ở trong đây nhờ cái lực từ trường này, họ có duyên với mình, họ nghe được câu Phật hiệu của mình niệm, họ thoát khỏi cảnh địa ngục. Công đức này thù thắng lắm. Hoặc là cha mẹ, anh em, dòng họ của mình chết rồi nhưng mà làm người hoặc làm súc sanh, họ cũng nhận được cái công đức này. Cho nên cái người mà niệm Phật đó là thượng cầu Phật đạo, trên là họ cầu thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hạ hóa chúng sanh tức là ở dưới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nương cái công đức niệm Phật này mà họ siêu sanh thoát hóa. Cho nên hôm nay đại chúng ở tại tỉnh Thất Quan Âm không có đông lắm, cho nên không có cái thời gian để mà phải làm lễ đài rồi thuê ca sĩ đồ đến hát, mà tập trung vô để mà chuẩn bị những cái món quà trang tăng, phong bì, quý Phật tử cúng dường, chuẩn bị cơm, chuẩn bị ghế với quý Phật tử ngồi, rồi dẫn chúng nó hết giờ, không còn người để làm gì nữa cả. Là thứ nhất là không có chúng. Thứ hai nữa đó là giới nhàn thấy cái việc mà mình cúng dường cho Phật á, là đem cái gì cúng dường là nó thiết thực và nó hiệu quả, mà nó là một cái biểu pháp. Thứ nhất đó là một ly nước trong. Hòa Thượng Tịnh Không nói là nước trong đó tượng trưng cho cái lòng trong trắng thanh tịnh của mình. Rồi đèn đó tượng trưng cho trí tuệ thắp sáng. Hương đó là hương thơm mình cúng dường Phật. Nước, nhang, đèn là chính. Rồi hoa, hôm nay mấy thầy mua hoa để cúng dường Phật. Hoa này tượng trưng cho nhân, trái cây tượng trưng cho quả, như đó là đủ lễ nghĩa rồi. Còn thêm cái hình thức các chùa khác có làm như vậy cũng tốt, mà không làm cũng không thất lễ với Phật, đúng không quý vị? Không thất lễ với Phật. Lễ kính là từ nơi cái trong tâm của mình chân thật. Đêm hôm đó mình tha thiết niệm câu Phật hiệu, mong muốn về cố hương Tây Phương Cực Lạc, đem tâm chân thành cung kính niệm câu Phật hiệu, buông xuống vạn duyên. Cái đó đó là cái bổ nguyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời và mười phương chư Phật ra đời. Vì một hồi bảo đó là gì? Là nói đến cái bổ nguyện là 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đó là bổ nguyện siêu thắng vô tác diệu lực bất khả tư nghì của Đức Phật A Di Đà. Mà nguyện thứ 17 đó là mười phương chư Phật tán thán. Chúng được dẫn nhàn nói cái nguyện này. Như vậy hôm nay chúng ta biết rằng mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài thiết thành thật ngôn tán thán nguyện lực của Đức Phật A Di Đà không thể nghĩ bàn. Phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới, trong kinh A Di Đà mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài thiết thành thật ngôn tán thán câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật bất khả tư nghị. Vì câu A Di Đà Phật đó là cái quả giác của Phật A Di Đà đã tu thành rồi. Chúng ta lấy cái quả giác đó làm cái nhân địa, chúng ta niệm lâu ngày chày tháng, lúc thọ mạng hết, cái niệm sâu cùng là niệm A Di Đà Phật. Chút nữa thầy Nhuận Minh sẽ đọc cho quý vị nghe cái cuộc đời, việc làm và thị tịch biết trước lúc mất của Ngài Ấn Quang. Khi Ngài ra đi, hơi thở tắt rồi mà cái miệng Ngài vẫn còn A Di Đà Phật nhép 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 nhép. Cái niệm sâu cùng là quan trọng. Mà cái niệm sâu cùng đó nó kết cấu từ nơi cái niệm hàng ngày hiện sinh của chúng ta đang sinh hoạt. Nếu mà cái niệm sâu cùng của họ mà họ niệm được câu Phật hiệu thì ngay bây giờ họ phải hàm dưỡng niệm câu Phật hiệu, gặp sắc trần không mất câu Phật hiệu. Nghe tiếng họ muốn nghe thì nghe, không nghe thì cái tiếng cứ chéo chéo bên ngoài nó đi qua. Câu Phật hiệu động lại trong tâm. Nhìn thấy cái cảnh đó, câu Phật hiệu vẫn giữ yên không lay động, thì tất cả các cảnh đều là cảnh Phật,
này nói thì dễ nhưng mà phải hàm dưỡng ít nhất phải 8 đến 10 năm, 20 năm. Tìm một cái chỗ chân thật, giữ lòng khiêm hạ, chết sạch hết những cái vọng động, chuyên tu tịnh nghiệp. Đuôi què mẻ sức, giàu nghèo sang hèn, ngu trí, trường hợp nào cũng niệm Phật, Đức Phật rước về Cực Lạc hết. Chỉ những người vô trí, không có nhân duyên thì thua. Vô trí tức là người này bị điên loạn thì không niệm được, không biết họ đang làm gì thì chịu. Ở đây là trước khi Vấn Nhàn nói đến cái sử liệu của Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, Vấn Nhàn có vài cái tâm trạng tự trần, tự thuật lại với các vị, mong các vị liễu chi cho A Di Đà Phật. Hôm nay sở dĩ Vấn Nhàn nhớ đến Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ là hóa thân của Đức Phật A Di Đà là do Tổ sư Ấn Quang có nói hai vị trong Liên Tông Tịnh Độ, 13 vị tổ đó, thì có hai vị tổ là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Thứ nhất đó là tổ Thiện Đạo, là nhị tổ. Sơ tổ đó là Ngài Huệ Viễn. Và tổ thứ sáu đó là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ. Hôm nay Vấn Nhàn muốn nói đến cái sử liệu này. Cái nguyên do khởi nguồn từ đây mà có cái ngày lễ viếng Đức Phật A Di Đà, bởi vì Ngài Vĩnh Minh, Ngài tịch đúng vào ngày 17 tháng 11. Cho nên thành ra mới lấy cái ngày 17 tháng 11 này làm cái ngày lễ viếng Đức Phật A Di Đà, vì Ngài là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Thì chúng ta nghe như vậy ha. Có người mình, tất cả chư Phật, chư Đại Bồ Tát, hàng phàm phu như chúng ta, và cũng như loài súc sanh, đều có ba cái thân hết. Thứ nhất đó là pháp thân, là thể tánh thanh tịnh, là đức tánh của mọi người. Ai cũng sẵn có cái pháp thân thanh tịnh này hết. Thứ hai đó là ứng hóa thân. Thì khi nói đến ứng hóa thân thì các hàng Bồ Tát mới dùng được cái tâm nguyện và cái nguyện lực để mà ứng hóa thân. Cũng như là Bồ Tát Hộ Minh ở cung trời Đâu Xuất dùng nguyện lực thành con voi trắng số ngà vào hông hữu của Hoàng hậu Ma Gia và sanh ra tu hành thành Phật là Phật Thích Ca, đúng không ạ? Đó là Ngài dùng ứng hóa thân. Mà khi mà có ứng hóa thân á, thì báo thân nó đi theo. Cái thân bằng xác thịt chúng ta đây nè là do cái nghiệp báo. Cái nghiệp báo chính để mà sanh ra cái thân này đó là cái nghiệp ái. Cho nên chư tổ mới nói là ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Vì cái nghiệp ái nặng cho nên mình phải sanh ra làm người. Đây là cái báo thân, do cái nghiệp báo của cái tâm ái mà nó chui vào trong thai bào của cha mẹ, rồi 9 tháng 10 ngày nó sanh ra mang cái thân này, gọi là báo thân. Thì tất cả chúng sanh như con chó đó, nó cũng vì cái nghiệp si mê mà nó chui vô bụng chó, rồi nó ra cái thân con chó, đó là báo thân, nghiệp báo. Thì tất cả mọi chúng sanh đều có ba cái thân này, và mình có khả năng để ứng hóa thân, nhưng mà cái ứng hóa thân để vì nguyện lực của mình không đủ khả năng làm điều này, mà mình vì nghiệp lực nó lôi cuốn mình. Như vậy cho nên Ngài Vĩnh Minh á, Ngài được các vị trong tâm tịnh độ tương truyền là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Bây giờ chúng tôi nói đến sử liệu Ngài, quý vị cố gắng lắng nghe ha. Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, tên thực của Ngài là Xung Huyền, người đời Tống, con của họ Vương ở Tiền Đường. Lúc thiếu thời, Ngài thích tụng kinh Pháp Hoa, cảm đến bầy dê quỳ mộp xuống nghe kinh. Tức là cái lúc mà Ngài còn trẻ đó thì Ngài rất thích tụng kinh Pháp Hoa. Những loài dê nó nghe cái là nó quỳ mộp xuống nó nghe kinh. Những loài súc sanh đó, khi mà nó có thiện căn với Phật Pháp đó, nó nghe kinh đó là nó quỳ mộp xuống. Còn những con người chúng ta đó, mình có phước báu hơn loài súc sanh, cho nên mình được làm người, nhưng mà thiện căn của mình đôi khi á không bằng loài súc sanh. Loài súc sanh như loài dê này khi nghe Ngài Xung Huyền
là ngài Bỉnh Minh Viên Thọ lúc chưa đi tu tụng kinh Pháp Hoa là nó quỳ mộp xuống để nó nghe. Thì loài súc sanh này nó có thiện căn, nó gieo trồng trong nhiều đời, nó nghe kinh, cho nên bây giờ nó nghe người khác tụng kinh, nghe ai đó tụng kinh là nó thích nghe, quỳ xuống cung kính để nghe. Còn đôi khi người là có phước báu được làm người mà không có thiện căn phước đức nhân duyên gieo trồng trong ngôi Tam Bảo, khi họ nghe thuyết pháp, họ nghe tụng kinh, họ nghe câu Phật hiệu, họ không có tin. Bây giờ quý vị đi coi thì coi xuống đường ở dưới đó, thấy người ta đi qua đi lại, mình nói thôi cô lên trên này nghe thầy Nhàn giảng niệm Phật A Di Đà rồi tụng kinh Vô Lượng Thọ đi, cô lên đi, trên đó niệm có được cái gì đâu, cái té vàng té bạc gì đâu, tôi đi làm tôi kiếm tiền tôi nuôi con tôi chứ lên làm chuyện vô ích. Họ không tin. Có cái cô đó, mỗi lần ông chồng lên xe ông mở niệm Phật là bà không có thích nghe, bà tắt liền. Bà kêu niệm đau đầu lắm, niệm nó có lợi ích gì đâu, mình nghĩ đến cái chuyện làm ăn làm neo làm đồ mình kiếm tiền mới suy nghĩ ra mới có tiền chứ làm gì niệm Phật mà có lợi ích gì đâu. Thì Phật nói là đây là kẻ đáng thương, không có căn lành trong Phật pháp, xong không có căn lành trong Tam Bảo. Hôm bữa có một cái đoạn phim trong video YouTube, tự nhiên Vấn Nhàn thấy con nhồng á, nó niệm Nam Mô Quán Tâm Bồ Tát, Nam Mô Quán Tâm Bồ Tát, thì cái cô chủ nói thôi đừng niệm Quan Âm nữa, niệm anh yêu em đi. Nó kêu Nam Mô Quán Tâm Bồ Tát. tức là cái bà chủ đó nuôi nó, dạy nó niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Tâm Bồ Tát rồi, nhưng mà bà quay ngược lại bà kêu niệm anh yêu em đi, nó không chịu niệm anh yêu em mà nó niệm Nam Mô Quán Tâm Bồ Tát. Nó quen, nó nhớ, nó niệm vậy rồi. Thì Vấn Nhàn thấy mắc cười mà mới gửi cho thầy Nhuận Bình rồi mấy người đã nghe. Thì loài súc vật này khi mà nó nghe đến câu Phật hiệu, nó tin được câu Phật hiệu là nó có gieo căn lành nhiều đời rồi. Đó. Bây giờ nó gặp được cái là nó có tính tâm, nó niệm liền. Cũng vậy, hồi nãy hôm nay Vấn Nhàn nói đến cái việc mà mình tu mấy chục năm rồi mà mình thờ ơ với câu Phật hiệu, mình cứ sống theo cái vọng tưởng điên đảo, những cái tâm sằng bậy của mình nó làm cho mình khổ đau. Vì vậy cho nên mình tự nhiên sanh lòng hổ thẹn. Thì có cái tấm lòng hổ thẹn này rất là tốt. Vì cái tấm lòng hổ thẹn này mình mới tấn tu đạo nghiệp được. Lắng nghe cái chỗ này quan trọng ha. Cái người mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, họ vô trong cái liên thai đó, thì nhờ cái công đức Phật lực gia trì, khi mà hoa nở họ thấy Phật họ ngộ vô sanh, thì cái tâm này bình đẳng đồng tâm chư Phật, cho nên cái tướng của họ là 32 tướng tốt, tâm với vẻ đẹp tướng y chang giống nhau. Dầu đó là người ở địa ngục, họ mới được sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng được 32 tướng tốt, tâm với vẻ đẹp. Tất cả chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc đều được 32 tướng tốt, tâm với vẻ đẹp. Còn mình ở dưới này, mỗi người mỗi cái tâm niệm khác nhau, cho nên nhìn mỗi gương mặt mỗi người khác nhau, không ạ? Khác nhau rõ lắm. Có người lùng, người lé, rồi hô, rồi súng, rồi đủ kiểu hết trơn. Đó là từ nơi cái tâm niệm đó, nó hiện ra cái tướng. Nói về cái chuyện mà súc sanh nó phục xuống để mà nó nghe kinh, là lúc Vấn Nhàn đi qua Ấn Độ, đi đến núi Linh Thú, có cái chùa Pháp Hoa đó. Cứ buổi chiều, bữa đó lên ngay cái buổi chiều, cái là thấy trong đó cái vị sư tịch rồi. Mà vị sư này chắc là có đạo lực giống như ngài Bỉnh Minh Viên Thọ, cho nên khi lúc đó tụng kinh đó là khỉ nó nghe buổi chiều cứ đúng 5 giờ là mở kinh lên. Không có ai tụng mà mở tiếng tụng kinh lên là mấy con khỉ nó tới nó ngồi xếp bằng. Thiện khỉ nó có 4 cái chân, 2 cái chân trước nữa, nó quỳ nó chấp như vậy nè. Còn cái mông nó ngồi xuống đất, nó giữ 2 cái chân về nó ngồi nó nghe kinh. Mà nghe hết thời kinh rồi bắt đầu nó mới chét 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 nó chạy đi. Thì những loài súc sanh này họ nó sanh vào đúng ngay cái nơi đó, nó cũng là một cái phước báu nhân duyên. Do cái thiện nhân nó tốt cho nên nó gặp cái thiện duyên. Nó gặp một cái người tụng kinh là nó thích nghe. Cho nên hôm nay quý vị làm sao cái máy Vấn Nhàn gửi cho quý vị đó, khi mình đề khởi câu Phật hiệu không được, có nhiều lúc đề khởi không được, cái vọng tâm nó bám vô đó chặt khừ. Mình không có một cái niềm vui để niệm câu Phật hiệu, không còn cái tính tâm để niệm câu Phật hiệu, niệm không trôi, nó cứ dai dẳng rứt nó không ra, lấy bỏ ra không được. Vì cái câu Phật hiệu mình nó yếu quá, nó không có cái sức định, cho nên nó không có đoạn được cái vọng tưởng đó. Bắt đầu mở máy ra nghe, chấp nhận mở máy ra nghe. Nghe từ từ câu niệm Phật nó thấm lần từ từ cái bắt đầu mình
có cái niềm vui trong đó, cái mình đẩy nhẹ câu Phật hiệu cái nó bung ra. Đừng cho nó ở trong tâm lâu, nó ở trong tâm lâu nguy hiểm vô cùng. Tham sân si ngã mạn ái nhiễm tâm sằng bậy, để trong đó là một chất độc tố, còn hơn là thuốc sâu, nó kinh khủng lắm. Cho nên khi mà cái người đó tụng kinh, cái lòng từ họ cảm đến rồi rắn, rồi dê, nhiều loài súc vật. Ngài Quảng Khâm khi Ngài ở trên núi Ngài tu thì loài khỉ nó mang trái cây đến cho Ngài. Và cái lúc Ngài tu mà nó thành tựu rồi đó thì cột nó nằm ở dưới đường, người ta không dám lên. Ngài mới phát nguyện rằng nếu mà tôi đủ nhân duyên để những người lên đây để tôi nói Phật Pháp cho họ nghe đó, thì các vị hãy đi nơi khác, khỏi phải canh nữa. Còn nếu mà thực sự tôi không đủ nhân duyên ở đây, thôi các vị ăn tôi đi, ăn cái xác tôi đi. Ngài đi xuống xong là tất cả loài cọp cảm cái tâm Ngài, cái nó dạt nó đi chỗ khác hết cho người ta lên. Chắc là trong cái lúc mà Ngài đang tu, người ta có con cọp nó canh để khỏi ma đang già rồi lên gặp ông, khỏi chúng sanh lên làm phiền hay sao không biết. Nó canh khi mà thành tựu cái tâm nguyện rồi, cái bắt đầu Ngài muốn đủ duyên để người ta lên để Ngài thuyết pháp, Ngài độ sanh đó, thì Ngài nói như vậy là những loài súc sanh nó cảm được. Tuy rằng nó không biết tiếng người nhưng mà cái định lực của các vị đó hàng phục được họ. Nên cái điều này không lấy làm gì lạ hết cả. Mà tự thân của mình mà mình tu tập mà thiền định, tự trong tâm mình có một cái sức định sâu gì đi nữa mà không nương nhờ vào cái câu Phật hiệu, vào văn kinh của Phật á, thì tự lợi mình có, mình chứng mình ngộ, mình triệt chứng triệt ngộ tự thân mình được. Nhưng mà cái lợi tha đó, mình không có tụng kinh, nó không có cảm đến loài súc sanh được. Cho nên cái đoạn sau này rất là hay, là Ngài vừa tu thiền mà vừa tu tịnh độ, Ngài phân vân bây giờ không biết tu cái pháp môn nào đây. Thì cuối cùng Ngài vô Ngài lễ Phật xong, giữ tâm thành kính, Ngài làm hai cái sâm, một cái sâm là tu tịnh độ, một cái sâm là tu thiền. Thì Ngài lắc xong Ngài rút ra 7 lần đều là tu tịnh độ hết. Cuối cùng Ngài quyết tu tịnh độ, Ngài quyết định tu tịnh độ. Ngài là tu thiền là ngộ tâm, gọi là triệt ngộ rồi đó. Thì đó là cái vấn đề thứ nhất, là cái lúc mà Ngài còn nhỏ đó, Ngài tụng kinh Pháp Hoa mà cảm đến loài dê phải phục xuống. Cái vấn đề thứ hai, chỗ này quan trọng, lắng nghe ha. Khi mà lớn lên, Ngài Xuân Hiền này được Văn Mục Vương, là một vị vua tên Văn Mục Vương là vua, cắt cử này làm cái việc đó là giữ cái kho tiền, ngân khố, ngân là tiền, khố là cái kho, giữ cái kho tiền. Thì khi giao Ngài giữ cái kho tiền á, quý vị biết Ngài làm gì không? Ngài lấy, lén lén Ngài đi phóng sanh hết trơn. Rồi lúc đó cạn kho rồi, tiền coi như là trong kho đi đâu hết trơn, cạn rồi, cái rồi quan trên Ngài á, biết được, tâu lại với vua và quyết định chém đầu Ngài. Thì khi mà dắt đi xử trảm để chém đầu á, thì vị vua này mới sai các quần thần á, đi theo coi thử coi cái sắc diện của Ngài Vĩnh Minh, là Ngài Xuân Hiền này đó, có thay đổi không, có sợ sệt không. Nếu mà không sợ sệt á, thì đừng chém đầu, dắt về. Còn nếu mà ông sợ sệt á, thì chém phức đi cho rồi. Thì khi dắt ra pháp trường chuẩn bị xử trảm chém đầu, từ cái lúc mà Ngài ở trong ngục đi ra cho đến lúc chỗ, đến chỗ mà chém đầu đó, gương mặt của Ngài không đổi sắc, điềm tĩnh an nhiên. Thì các quần thần thấy làm lạ và hạ lệnh không chém đầu, dắt Ngài về. Thì gặp Văn Mục Vương đó, là vị vua này mới hỏi là vì sao ông chuẩn bị chết mà sao ông vẫn điềm nhiên như vậy. Thì Ngài mới trả lời câu này, lắng nghe quan trọng thôi. Tôi làm việc này tôi biết trước là tôi bị chết, là tôi lạm dụng lấy tiền ở trong ngân khố của nhà nước. Nhưng tôi chấp nhận tôi chết để tôi cứu bao nhiêu trăm ngàn sinh linh, bao nhiêu loài súc sanh, tôi thả nó về cái cảnh giới an bình, nó sống an vui. Tôi chết cũng được, nhưng mà thân này tôi chết, nhưng tâm tôi á, là sẽ sanh về cảnh liên bang. Khi nói như vậy xong là Văn Mục Vương nghe vậy cái là bội phục, không chém đầu nữa, và thả Ngài ra. Ngài kêu thôi tôi đi tu.
Thì Giác Nhàn đọc đến đây, tự nhiên Giác Nhàn suy nghĩ là vì sao Ngài không có lấy tiền trong ngân khố để giúp cho những người nghèo khổ, người ta đói mà Ngài lại đi phóng sanh ta? Thì do cái hành trạng của Ngài thích cứu mạng chúng sanh, những người mà người ta đói nhưng mà người ta chưa có chết liền, nhưng mà những con thú này chiều hôm nay nó chết nè, giờ cứu mạng nó trước nè. Tuy rằng cái phước nó không lớn bằng con người, nhưng mà cứu mạng trực tiếp là nó chuẩn bị chết, nhưng con người đói nhưng mà chưa chết. Thì Giác Nhàn mới suy nghĩ là do Ngài thương chúng sanh, cứu nó, chuẩn bị lên dao lên thớt, bị chúng sanh nhu cầu ăn cho nên có mới có người giết. Cho nên khi Ngài thả là cứu cả người ăn và cứu cả người giết luôn, giúp cho cả người ăn không phải phạm vào ăn mạng chúng sanh để trả quả báo, mà giúp luôn cho những người giết, cứu được hai người là người ăn người giết, và cứu cái loài súc sanh này thả ra. Thì cuối cùng Ngài, khi mà Ngài đi tu á, Ngài có cái tâm nguyện như vậy. Khi mà Ngài đi tu là cái việc mà Ngài làm hàng ngày là Ngài quy định là làm 108 việc lành. Trong đó có hai cái việc thiện á, hai cái việc lành á, là mỗi ngày tụng một cuốn Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa lúc trước chúng tôi cũng có tụng, nó dày như vậy, phải tụng 6 tiếng mới hết, 6 đến 7 tiếng mới hết một cái bộ kinh. Một ngày Ngài tụng một bộ Kinh Pháp Hoa, niệm 100.000 câu Phật hiệu, và làm 108 điều thiện. Trong đó có hai điều thiện là tụng một bộ Kinh Pháp Hoa và niệm 100.000 câu, là 10 muôn câu Phật hiệu. Chúng tôi mới ngồi suy nghĩ thấy là Ngài Vĩnh Minh là hóa thân của Đức Phật Di Đà đó, là Ngài vừa đó vừa là chuyên niệm câu Phật hiệu, đó là chuyên tu, và vừa là làm phước, cho nên chánh trợ song tu, không bỏ làm phước. Có nhiều người, người ta làm phước rồi người ta quên câu Phật hiệu, người ta không niệm được. Có nhiều người họ chuyên đi vào bên trong, họ tu, họ niệm câu Phật hiệu nhưng mà họ không làm phước được, nó bị thiên lệch. Một là họ chuyên tu, họ buông hết việc phước, họ không làm. Còn hai, họ cứ đi làm phước, họ không tu. Thì có người hỏi Ấn Tổ là hai người, một người chuyên đi làm phước, một người chuyên tu, thì nếu mà người đó không làm được hai việc thì làm việc gì trước? Thì người đó phải chuyên tu trước, tâm họ an định, không bị trần cảnh lôi mất cái câu Phật hiệu, lôi mất cái chí hướng vãng sanh. Hoặc giả người đó tu thiền là họ trở về cái nguồn tâm thanh tịnh, họ chưa đạt được cái triệt ngộ thì họ phải quay vào họ tu trước. Cho nên khi mà đọc đến sử liệu của Ngài Vĩnh Minh á, thì chúng tôi thấy là không có một việc thiện nhỏ gì mà Ngài bỏ hết. 100 điều thiện một ngày, con kiến đang bò trên cái nền đó là Ngài cũng bắt Ngài bỏ vào bên trong, sợ người ta đạp chết là Ngài cũng tính một điều thiện trong đó. Ngài lấy cây chổi Ngài quét cái chùa cũng tính một điều thiện, là hai điều thiện. Hằng ngày Ngài làm cho đến 108 điều thiện, nhưng mà hai điều thiện quan trọng nhất là tụng một bộ kinh Pháp Hoa và niệm 100.000 câu Phật hiệu. Thì hôm nay mình ngồi suy nghĩ lại, Giác Nhàn, cái bây giờ mình làm sao được 100 điều thiện đây ta? Mà không biết mình làm như vậy nó có đúng 100 điều thiện hay không, mà thôi mình cứ làm là mỗi ngày ở dưới đó phóng sanh 2 triệu. Mà Giác Nhàn kêu mua ốc cho nhiều, chắc cũng trên 100 con á, nhiều lắm. Thôi mình nghĩ đây là 100 điều thiện cứu 100 sinh mạng đi. Mình nghĩ là vậy. Thì chiều nào cũng phóng sanh 2 triệu. Cứ công phu từ 2 giờ đến 4 rưỡi xong là lên là phóng sanh. Thì bây giờ 100 sinh mạng mà nói 100 vậy chứ mà nhiều ốc lắm. 2 triệu mà mấy chú với thầy mua cái khi 3 bao ốc vậy nè, cá lương đồ nhiều lắm. Thì mình kêu thôi giờ mỗi ngày mình phóng sanh là bao nhiêu súc vật đó, rồi mình làm được bao nhiêu làm. Thì như vậy mình thấy Ngài Vĩnh Minh, cái hành trạng của Ngài là không bỏ công phu, không bỏ điều thiện. Cho nên các thầy, các chú mà được ở trong ngôi Tam Bảo như ngày hôm nay, xếp ghế cho Phật tử ngồi cũng là một điều thiện. Nấu cơm, nhất là mấy thầy 1-2 giờ sáng dậy bắt đầu chuẩn bị cơm để chút nữa, từng khay thiệt là cung kính, cơm nấu cho thiệt là ngon, mang lên dâng cúng dường cho chư tôn đức tăng ni, ngồi ở một cái cảnh thanh tịnh này dùng cũng là một điều thiện đó. Cho mình ở trong cái ngôi Tam Bảo đó là cái cơ hội để mình làm thiện lớn lắm. Vì vậy cho nên thành ra Giác Nhàn thấy cái cuộc đời của
các vị tổ là hầu như là Ngài ở trong chúng, Ngài nương nơi cái đức của đại chúng, gọi là đức chúng như hải. Đó là cái việc thứ hai của Ngài Vĩnh Minh. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà quan trọng nè. Khi mà Ngài tụng kinh Pháp Hoa, cảm ứng đến Bồ Tát Quan Âm là do cái phẩm Phổ Môn, và được Quan Âm Bồ Tát rưới nước cam lồ trong miệng Ngài, cho nên thành ra Ngài được biện tài vô Ngài. Ngài độ 1.700 vị tăng ni theo Ngài học Pháp Môn Tịnh Độ Vãng Sanh, và Ngài thuyết pháp biện tài vô Ngài là do nhờ tụng kinh Pháp Hoa được Đức Quan Âm Bồ Tát rảy nước, rưới nước cam lồ vô trong miệng, cho nên biện tài vô Ngài. Như hôm nay mình tu tịnh độ, nếu người đó chân thật tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh A Di Đà, tụng đến năng tụng là mình, sở tụng là kinh tánh không tịch, vẫn được cảm ứng, vẫn được cảm ứng. Thì khi mà Ngài đến một vị sư phụ của Ngài đó, là đến một vị đại sư trí giả khai thị cho Ngài ngộ được nguồn tâm rồi, thì Ngài cứ băn khoăn không biết giờ mình tu tịnh độ hay tu thiền đây. Cuối cùng Ngài mới rút sâm ra, 7 lần đều là tu tịnh độ. Cuối cùng Ngài quyết định tu tịnh độ. Thì Ngài làm cái tứ liệu giảng mà Ấn Tổ Ngài khen vô cùng cái bài tứ liệu giảng này. Giờ Chân Nhân đọc quý vị nghe ha. Có thiền không tịnh độ, 10 người chính lạc lộ. Âm cảnh khi hiện ra, chớp mắt đi theo nó. Không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ. Vãng sanh thấy Di Đà, lo chi chẳng khai ngộ. Có thiền có tịnh độ, như thêm sừng mảnh hổ. Hiện đời làm thầy người, về sau làm Phật tổ. Câu này là quan trọng, cái bài này quan trọng này nha. Không thiền không tịnh độ, giường sắt cột đồng lửa. Muôn kiếp lại ngàn đời, chẳng có nơi nương tựa. Cái người họ tu thiền giống như Ngài đã triệt ngộ rồi đó, mà vào cái thời đại này đó, tức là 10.000 năm mạt pháp, hôm nay hết 1.000 năm là 3.000 năm rồi. Chánh pháp là 1.000 năm đầu. Họ tu giới luật, họ thành tựu, tu cái tâm họ thanh tịnh, họ nghiêm trì giới luật nữa là họ đắc A-la-hán, họ chứng vô sanh liền, họ vô dòng thánh tư đồ hoàng ngay. Nhưng mà sau khi 1.000 năm sau á, họ giữ giới mà họ phải tu thiền định, xa cách Phật, tâm lực họ yếu kém, họ phải tu thiền định. Vì 1.000 năm sau là tượng pháp á. Thì 1.000 năm sau tượng pháp đó là tu thiền định được thành tựu. Còn 10.000 năm mạt pháp về sau, hôm nay là đến qua 1.000 năm đầu, còn lại 9.000 năm nè, thì người nào tu tịnh độ được thành tựu. Lắng nghe chỗ này ha. Cho nên Ngài sanh vào cái thời mạt pháp này á, Ngài mới nói rằng nếu người tu thiền đó mà không có tu tịnh độ á, thì lầm đường lạc lối liền. Có thiền không tịnh độ, 10 người chính lạc lộ. Lạc lộ đây là lạc đường. Khi mà vào trong cái ngũ ấm ma, sắc thọ tưởng hành thức là lạc trong đó ra không được. Và gì nữa, ấm cảnh tức là khi mình chuyển cái thân này, bỏ cái sắc thân này, mình chui vào trong cái thai bào, chuyển ấm là nó mê liền. Bồ Tát còn mê khi chuyển ấm, thanh văn vẫn mụ rút ra thai. Cho nên Ngài nói là khi chuyển ấm là cái gì? Theo nó, chớp mắt đi theo nó, tức là theo cái nghiệp nó dẫn mình đi vào súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, làm người lên cõi trời, vẫn bị luân hồi, lạc đường, lầm lối. Cho nên hôm qua giống Ngài ngồi nghe lúc ăn cơm, Ấn Tổ có khai thị cái chỗ này quan trọng này nghe. Cái này hôm nay Chân Nhân lấy lời Ấn Tổ chia sẻ cho chư Tôn Đức Tăng Ni. Ngài nói rằng là thời đại hôm nay á, mà tìm người triệt ngộ, triệt chứng á, không ra. Triệt ngộ còn chưa có chứ đừng có nói triệt chứng. Triệt ngộ tức là tâm họ với tâm Phật là đồng nhau rồi, họ sống được với thể tánh thanh tịnh rồi. Nhưng mà phiền não kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc nó còn trong đó, cho nên chưa gọi là triệt chứng. Tiêu rụng được một phần phiền não là chứng một phần pháp thân thanh tịnh. Mà đến triệt ngộ triệt chứng mà không phải tu pháp môn tịnh độ đó là phải ba đại A Tăng kỳ kiếp, lâu lắm, và thời gian nó lâu vô cùng.
Còn cái người mà họ tu tịnh độ, họ chưa triệt ngộ được nguồn tâm, họ có đầy đủ tín nguyện, câu niệm Phật đó, nó niệm Phật thành phiến, nó hàng phục được vọng tưởng rồi, và câu niệm Phật nó làm chủ rồi, tín nguyện làm chủ rồi, thì lúc thọ mạng họ hết á, họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, họ đồng với các vị A-la-hán là vô sanh rồi, họ không còn sanh tử luân hồi nữa. Còn hàng sơ quả tư đồ hoàng phải sanh lên cõi trời 7 lần, sanh xuống nhân gian 7 lần. Cho nên pháp môn tịnh độ không cần phải triệt ngộ, triệt chứng, triệt tiêu hết tất cả kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc, trần sa hoặc, mà chỉ cần phục được phiền não, đè được phiền não, câu Phật hiệu này chiếm ưu thế, có tín nguyện đối với Tây Phương Cực Lạc, thì người này có cơ may vãng sanh. Cho nên Ngài mới nói rằng là nếu mà tu thiền mà không có tịnh độ đó thì người này lạc lối mất. Bởi vì Ngài là Ngài tiêu tu thiền, gặp Ngài trí giả đại sư khai ngộ cho nên Ngài triệt ngộ rồi. Nhưng mà Ngài thấy để mà chứng, để nó tiêu phiền não, cả một vấn đề. Ngộ Đạt quốc sư mà phải nói là giết Triệu Thố ở chợ Đông Ba, 10 đời rồi làm quốc sư, tu tâm tinh tấn thanh tịnh, đời thứ 10 rồi khởi lên cái niệm thích cái ghế chầm của vua ban, cái là cơ hội. Triệu Thố vô làm có một ghế mặt người, nó đau thôi, chết lên chết xuống, chịu không nổi. Mà khi mà gặp Kanaka tôn giả là ai cũng gian ra hết. Bởi vì sao? Ghẻ lát ngài Kanaka tôn giả hôi thối quá, ai ngài cũng tránh, ai cũng tránh ngài hết. Chỉ riêng cái Ngộ Đạt quốc sư là gì? Đến lâu rửa. Mà khi bị như vậy là không có ai nghĩ đó là Bồ Tát. Thường cái tâm trạng của chúng ta làm sao quý vị? Khi gặp người thân của mình đau bệnh, gặp nạn là mình xa liền. Cái tâm nó không có trung thành, sống chết với nhau. Hôm bữa có một cô đi lên trên này, gia đình nói là ông chồng ông bỏ, cha mẹ ruồng bỏ hết, trở lên trên này lúc ung thư á, đưa vô đây cả ban hộ niệm xong rồi, mất rồi bắt đầu liệm xong, cho hòm mình có sẵn ở đây, có hòm liệm xong rồi đưa lên lò thiêu, chùa mình lo lắng hết. Mà hên cũng đăng ký tạm trú cho nên có giấy báo tử, gia đình họ không biết bây giờ ở đâu nữa. Mà lúc còn sống cái cô này có lo cả gia đình, lo ông chồng, lo đủ thứ hết trơn. Cho nên cái tâm của chúng sanh nó không có trung thành, sống chết với nhau, bạc bẽo vô cùng. Hòa Thượng Tịnh Không nói chỉ lo cái người về Tây Phương Cực Lạc, khi mình vãng sanh không có quên ơn mình đâu. Mình có thất niệm, tức là mất chánh niệm, họ cũng xuống họ giữ chánh niệm cho mình để mình vãng sanh. Vì mình đưa họ về Tây Phương Cực Lạc, họ xuống họ giúp cho mình giữ chánh niệm, họ không quên ơn mình. Còn chúng sanh ở cõi này họ vô ơn bội nghĩa vô cùng, bởi vì họ sống với phàm tâm, với vọng tâm. Mà họ nói đó là đúng, sai rồi họ cũng không biết là sai, họ sám hối cũng sai sói chớt trớt vậy thôi. Họ chỉ nói cho có chuyện vậy thôi, trong tâm họ thực sự là không hổ thẹn, thì tiếp tục họ phải làm nữa. Cho nên Ấn Tổ mới nói là gì? Gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, gặp anh nói nhường, gặp em nói kính, gặp chồng nói hòa, gặp vợ nói thuận, gặp chủ nhân từ, gặp tớ phải nói trung thành với họ. Phải làm được những cái bát đức này, những cái điều này. Không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ, vãng sanh thấy Di Đà, lo chi chẳng khai ngộ. Nếu mà mình không có tu thiền, mình chỉ chuyên tu tịnh độ thôi, thì người này vẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Thấy Phật A-di-đà, lo chi chẳng khai ngộ. Thì Ấn Tổ nói lại một câu nè: chỉ mong niệm Phật nhất tâm, cần gì thấy không thấy. Tức là cái người mà tu tịnh độ thấy Đức Phật A-di-đà là người ta về tới Tây Phương Cực Lạc, hoa khai kiến Phật, hoa khai thấy Phật ngộ vô sanh. Ý là Ngài Vĩnh Minh nói điều này. Nhưng mà riêng Ấn Tổ sợ mình ở trong cõi ta bà này cứ mong tưởng nhớ để mong thấy Phật không, mà cái tâm còn thô phù, còn vọng động á, thì coi chừng bị ma cảnh xuất hiện. Cho nên Ấn Tổ mới nói lại câu là chỉ mong niệm Phật nhất tâm, nghe cho rõ ràng, niệm cho rõ ràng, nhớ số cho rõ ràng, thì khi nhất tâm rồi thì Phật hiện. Ấn Tổ ngày có nói lại cái câu này. Cho nên đôi khi mình nghe như vậy rồi mình cứ hầm cái gì châm hâm mình muốn thấy Phật không, là coi chừng cái tâm mà coi như là vọng động, nó kết cấu lại là Phật không hiện đâu, có ma hiện mất. Do cái tâm mình nó vọng động, nó tương ưng với cái tâm của ma. Cho nên trong văn sao Ấn Tổ nói kỹ lắm. Quý vị hôm nay
về đây Giác Nhàn in 10.000 cái cuốn tục biên á, cố gắng cầm một cuốn về, ai chưa có mang về nhà đọc. Đôi khi mình tu á, nó bị trục trặc cái mình đọc lật ra đúng ngay cái chỗ mình bị trục trặc, ngộ. Đó là cái gì vậy quý vị? Tâm mình á, có sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát, tổ gia trì. Tâm tưởng sự thành, có thiền, có tịnh độ, như thêm sừng mảnh hổ, hiện đời làm thầy người, về sau làm Phật tổ. Có những người, người ta biết được cái lý tánh của họ. Thiền là vậy nè nghe, lắng nghe cho kỹ ha. Hồi trước Giác Nhàn cũng ở thiền viện Trúc Lâm thời gian. Thiền tức là người ta trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Lắng nghe chỗ này. Đức Phật Ngài đang thuyết pháp ở trong một cái pháp hội á, Ngài cầm cái cành sen, Ngài dơ lên về một cái, Ngài Ca Diếp mỉm cười. Thì Đức Phật mới nói, hôm nay ta có chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, truyền cho Maha Ca Diếp. Bởi vì Maha Ca Diếp đã ngộ được tánh thấy rồi, còn mấy người khác ngồi nhìn nhìn cũng không biết gì hết trơn. Hôm nay Giác Nhàn cầm cái hoa dơ lên, quý vị thấy gì không? Thấy, thấy, nhưng mà mình dính vô cái bị thấy này. Dính vô cái bị thấy tức là cái vọng tưởng. Còn cái người họ sống với tánh thấy là cúp điện cũng thấy cái tối đen, mở điện cũng thấy ánh sáng. Tánh thấy nó hằng hữu chứ không phải cúp điện là không thấy gì. Mà khi họ sống được với tánh thấy, không dính mắc vào cái bị thấy, họ thấy cái trần cảnh gì đi nữa, họ không dính mắc vào cái bị thấy. Cái bị thấy là nó khổ não. Bị thấy đó là cái thức. Cái thức thì nó sẽ lặp lại, lặp tới lặp lui. Thức là vọng tưởng, nó dính vào trong cái vọng tưởng cho nên nó nhớ trong đó, gọi là bị thấy, thì nó không có ngộ được tánh thấy. Mà ngộ được tánh thấy thì khó vô cùng. Mà trong tất cả các tánh, tánh nghe, tánh thấy, tánh biết, tánh ngửi, tánh xúc chạm này, chỉ có tánh nghe là dễ ngộ nhất. Quan Âm Bồ Tát nghe lại tự tánh nghe của mình cho nên ngộ được tánh nghe, đắc được nhĩ căn viên thông, lục căn hổ dụng, tai có thể thấy, mũi có thể nghe được luôn. Nhưng mà mình tu cái cách đó nó khó lắm. Đó là cái cách của thiền tông. Tổ Đạt Ma Ngài từ Tây Trúc Ấn Độ ngày qua, Ngài mới nói là bất lập dân tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, ngộ thể tánh, đi bằng con đường chân không. Khó, vô cùng khó. Bây giờ mình nghe lại cái câu danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Tham Bồ Tát, nghe lại cái câu danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, vọng tưởng nó rơi rớt từ từ, lần lần mình ngộ được tánh nghe. Niệm đến tìm tâm không có, sạch sẽ, không còn một vọng niệm. Niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, tâm Phật nhất như. Lúc đó nó vô cái cảnh giới tâm mình với Phật là một, không còn vọng niệm nữa. Thì cái thiền là cái thể tánh của tu thiền đó đó, giới là tịnh độ, nó gặp nhau ngay chỗ này. Nhưng mà cái người tu thiền đó là họ tu tự lực, thọ mạng họ hết, họ chưa triệt chứng cái là họ phải tiếp tục luân hồi. Họ không có thể đạt được cái cảnh giới Phật Phật tương ưng, Phật Phật đạo đồng. Mà cái người tu tịnh độ tuy rằng á, là họ chưa sạch hết tất cả phiền hoặc, phiền não, kiến hoặc, vô minh hoặc á, họ thấy được cái thể tánh rồi, họ ngộ được cái tự tánh Di Đà, Di Tâm tịnh độ. Nhưng mà nó có thêm được cái kim đó là Phật lực gia trì, họ nguyện vãng sanh nữa, là họ về bên đó là họ thoát được luân hồi, họ giải quyết được cái vấn đề sanh tử luân hồi. Thì Ấn Tổ mới nói là cái người tu nhị lực là Phật lực với tự lực là pháp môn tịnh độ đó, thì nó vượt xa hơn cái người tu tự lực. Tự lực đó họ tự tu để ngộ tự tánh, khó vô cùng. Mà Ngài Vĩnh Minh nói là lạc lộ, không có tịnh độ là lạc đường, lầm lối, khó lắm. Đó, hôm nay chúng tôi nói cái kệ tứ liệu giảng sơ thôi, nhưng mà Ấn Tổ nói cái chuyện này sâu dữ lắm á. Nói cái tứ liệu giảng này nè, bốn cái bài kệ này. Giờ kể sơ cái câu chuyện thiền nghe chút xíu cho nó thoải mái, chứ nói sâu quá cái rồi quý vị đôi khi nghe đó nó buồn ngủ. Cái lúc mới vô tu, Giác Nhàn đọc được cái cuốn gọi là Bản Đồ Học Phật, Hòa Thượng Thiện Hoa soạn ra cái bộ Phật Học Phổ Thông với Bản Đồ Học Phật. Thì có cái mẫu chuyện này, lắng nghe. Tổ Hoằng Nhẫn là tổ thứ năm, tổ Đạo Tính là tổ thứ tư. Thì khi Ngài Đạo Tính, Ngài ngộ từ cái dòng truyền thừa của tổ Đạt Ma,
Thì khi mà Ngài ngộ, Ngài đắc thiền được rồi, Ngài tìm cái người để truyền thừa lại, thì gặp Tổ Hoằng Nhẫn. Thì Tổ Hoằng Nhẫn khi mà được nhận được cái tông yếu, ngộ được lời của Ngài Tổ Đạo Tính, thì Ngài Hoằng Nhẫn già quá rồi, già lụm khụm rồi. Thì Tổ Đạo Tính mới nói là thôi bây giờ ông đi, ông bỏ cái xác này đi, ông lấy lại cái xác thân của người trẻ anh nhi, rồi bắt đầu ông lớn lên rồi ta sẽ truyền đạo, gọi là truyền tâm ấn lại. Thì Ngài Hoằng Nhẫn nghe, gật đầu đi vô trong cái rừng để bỏ xác. Ngài bỏ làm sao? Đi ngang qua thấy một cô gái đang giặt đồ, thì Ngài Hoằng Nhẫn Ngài mới nói: cô ơi, cô cho lão già này ở với cô một đêm, nằm với cô một đêm được không? Thì cô đó nói: ấy không được đâu, gia đình con là gia đình gia giáo, nếu mà như vậy là ba mẹ con đánh đuổi con đi, con không có thể chấp nhận vậy được. Thì Ngài Hoằng Nhẫn nói làm sao? Khi con chỉ có nói chấp nhận thôi, chứ lão già này đâu có tương xứng đâu với con đâu mà ăn nằm với con chỉ chấp nhận thôi đi là xong, chứ không có chuyện gì đâu, con bằng lòng đi, về sau nó có khổ gì cố gắng ẵn nhẫn ngang. Thì tự nhiên Ngài nói như vậy, xong cô này cảm được, kêu nếu ông nói vậy thì như cái chuyện bình thường thôi, con chịu không có gì hết cả. Thì cô này cứ nghĩ tưởng như vậy thì đâu có cái chuyện mà mang bầu mang thai gì đâu. Cái cô này cũng vừa đồng lòng chịu, cái Ngài đi thẳng vô trong rừng, cái là Ngài dùng cái định lực Ngài hủy cái thân này luôn. Còn mình thì sao? Phiền não quá, không dùng định lực mà dùng thuốc sâu nó hủy cái thân này, đúng không? Cũng là một cái nghiệp lực và cũng là một cái định lực. Mà nghiệp lực thì gì? Buồn quá, ông chồng theo vợ bé uống thuốc sâu chết cho rồi, thì cũng là cái nghiệp lực nó hủy cái thân này. Mà họ thì dùng định lực lấy cái lửa tam muội đốt cái thân này. Thì cuối cùng sao? Cái tâm thức của Ngài chui vô bụng cô này, ghê không? Cuối cùng từ từ cái bụng nó lần nó lớn ra. Cha mẹ hỏi: ổ con quan hệ với ai mà sao cái bụng lớn ra? Kêu con đâu có với ai đâu, cha mẹ đâu có tin đâu, không có làm sao mà cái bụng lớn. Trời, cha mẹ thôi la, ngày nào cũng la, đánh chửi, la quá chừng luôn. Thì cổ nhớ lại cái câu cứ văng vẳng là có khổ gì cũng cố gắng chịu đựng nha. Thì con này có chịu đựng mãi cho đến lúc sanh đứa nhỏ này ra, nó khóc hoài. Khóc hoài. Cuối cùng sao? Vừa là khóc, vừa là phiền não, vừa là cha mẹ la nữa, cho nên ra cái bờ sông á, bỏ cái đứa nhỏ trên cái nôi, đẩy ra giữa sông đi. Thôi đi đâu đi, ông khóc hoài tôi mệt ông quá. Cái rồi đẩy cái tự nhiên sao? Cái nôi đó trôi cho đến ngay cái chùa của Ngài Đạo Tính. Lạ vậy nè nha. Thế là các vị mà chứng đạo đó rồi, khi họ sanh ra cũng có long thần hộ pháp, chư vị tổ coi như là gia hộ sao á, trôi cái nôi đó tới ngay cái chùa của Ngài Đạo Tính. Đạo Tính ra xong nhìn, khi nhìn thấy cái nôi cái là bắt đầu gì, đứa bé đó hì nó hết khóc. Đạ lạ vậy đó. Cái bắt đầu Ngài gì? Ngài mang lên, Ngài nuôi dưỡng lớn lên, cái bắt đầu Ngài truyền tâm ấn cho cái Ngài Tịch. Thì cái tên Hoằng Nhẫn đó là trong cái lúc mà người phụ nữ này mang thai là chịu không biết bao nhiêu là khổ cực. Cho nên thành ra khi sanh Ngài ra rồi đó là cái sự chịu khổ chịu cực, mà Ngài cũng chịu khổ chịu cực trong đó, cho nên gọi là nhẫn nhịn một cách hoàn thiện, gọi là Hoằng Nhẫn, Tổ Đạo Tính đó. Thì những vị đó họ có nguyện lực, cho nên họ vô thai bào, họ đi cổ này cổ nọ rất là tự do tự nhiên. Còn mình là cái nghiệp lực đó, nó lôi cuốn. Ngài thì gì? Dùng cái hóa thân đi vào trong cái bụng đó. Còn mình là dùng cái nghiệp lực á, thấy cha mẹ mình á, mình chui vô trong đó cho mình mê mất. Thì cái người họ chứng đắc được rồi là cái nguyện lực của họ, họ muốn đầu thai, họ muốn tái sanh, họ muốn làm cái gì đó là do cái nguyện lực đặc biệt như vậy. Cho nên vậy, những cái vị Bồ Tát, những vị Tổ họ dùng cái nguyện lực họ hóa thân là chuyện bình thường, mà mắt phàm phu mình nhìn không thấy được đó. Thì đó là những người họ chứng rồi, họ chứng họ ngộ rồi. Nhưng mà để triệt chứng triệt ngộ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, họ phải tiếp tục họ tìm tu nữa, nhiều kiếp gọi là ba đại a tăng kỳ kiếp họ mới thành tựu được. Cho nên thành ra cái vấn đề tu thiền khó vô cùng, khó lắm, Ấn Tổ nói. Bởi vì cái pháp môn này là phong môn đi vào cái chân tâm thường trụ của mình bằng con đường chân không, bất lập văn tự, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, khởi lên một ý niệm về Phật cũng là vọng tưởng, đó là người tu thiền.
Còn cái người tu tịnh độ là họ khởi lên một cái niệm Phật, họ nguyện giảng sanh Tây Phương thì nó đồng với nhân quả. Tâm họ là nhân, niệm danh hiệu Phật là quả. Thì cái này nó cũng vẫn không có sai. Mà cái người tu tịnh độ là họ niệm cái danh hiệu Phật đó là họ đi bằng con đường diệu hữu. Danh hiệu Phật là diệu hữu. Bộ kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh A Di Đà là diệu hữu họ tụng. Họ lạy Phật đó là diệu hữu. Cảnh Tây Phương Cực Lạc là diệu hữu. Thì người tu tịnh độ đi vào con đường chân tâm để ngộ tự tánh Di Đà, di tâm tiện độ bằng con đường diệu hữu. Còn con người tu thiền họ đi vào chân tâm bằng con đường chân không, bất lập văn tự. Hai con đường khác nhau hẳn, nhưng mà cuối cùng sẽ gặp nhau. Mà trên cái lộ trình đi mấy người tu thiền thì Ngài Vĩnh Minh nói coi chừng dễ lạc lộ, lạc lầm đường, vô sắc thọ tưởng hành thức là vô ngũ ấm ma. Kinh Lăng Nghiêm nói phàm phu chúng ta tâm thô phù không thoát khỏi nó đâu, khó lắm. Còn niệm Phật đó là chúng ta nương vào câu Phật hiệu, không muốn thấy cảnh giới nào mà niệm câu Phật hiệu. Sau khi niệm xong là chúng ta làm gì? Phát nguyện vãng sanh. Hôm nay tặng cho quý vị cái bài phát nguyện vãng sanh. Cái bài này nhiều người người ta phát nguyện vãng sanh là có cảm ứng dữ. Cái này phải học thuộc lòng. Khi mà tâm mình học thuộc lòng, mình học thuộc lòng rồi, khi mà mình công phu xong mình tha thiết quỳ lên: đệ tử con pháp danh Thích Gián Ngàn, một lòng quy mạng thế giới Cực Lạc Phật A Di Đà, xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi mà nhiếp thọ con. Nay con chánh niệm xưng hiệu Như Lai, vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ. Xưa Phật lập thệ, nếu chúng sanh nào muốn về nước ta, hết lòng tin ưa xưng danh hiệu ta cho đến mười niệm, như không được sanh ta không thành Phật. Nay con nguyện nương nhân duyên niệm Phật, được vào biển thệ của Đức Như Lai, nhờ sức tự tôn tiêu trừ các tội, thêm lớn căn lành, con nguyện lâm chung không chướng ngại. Đó. Và phát Bồ Đề Tâm dõng mãnh, mình nương nơi cái nguyện lực của Phật để mình phát Bồ Đề Tâm. Cái bài này là của Ngài Từ Văn Sám Chủ, cho nên thành ra cái bài phát nguyện này về mình mỗi buổi tối sau khi công phu là mình gì? Phát nguyện lên. Lâu ngày chày tháng như vậy đó, cái nguyện mình nó thuần ở trong cái nguyện về Tây Phương Cực Lạc. Mà khi mà cái nguyện mình nó thuần về Tây Phương Cực Lạc rồi, những cái cảnh trần ở bên ngoài này mình không có bị quyến luyến nữa. Vì mình không muốn về Tây Phương, mình không còn con đường nào khác, cho nên mình phải quyến luyến cái cảnh này. Chứ nếu mình thực sự muốn về Tây Phương Cực Lạc thì cái cảnh này mình thấy nó bình thường lắm, không có quyến luyến. Mình biết cái tâm của mình, thôi sống tạm ở đây, ăn sao cũng được, ăn rau, ăn cỏ, ăn gì cũng được. Hôm nay chúng tôi trồng cái vườn rau ở dưới đó, cắt rau xanh vô ăn ngày nửa chén cơm thôi, với miếng đậu hũ mà sao ăn vô nó ngon, nó ngọt ghê nha. Đúng thiệt. Cái người mà niệm Phật, cái người mà tụng kinh, trong miệng của họ gọi là khẩu nội đề hồ đích đích lương. Trong miệng họ có chất đề hồ, họ ăn cái gì cũng thành chất bổ. Còn cái người mà tâm không thanh tịnh rồi, họ ăn hà gà, hầm vịt tiềm, họ ăn cái món cao lương mỹ vị, nhưng mà gì? Không sanh ra chất bổ được, vì cái tâm họ nó không thanh tịnh, cho nên họ ăn vô nó không có tiêu hóa được, nó không biến thành chất bổ được. Không thực sự. Cái người niệm Phật, cái lòng họ vui rồi, họ ăn cái gì cũng ngon hết trơn. Có cái ông đó tên là ông Tư, ông ở bên Melbourne, ở bên Úc đó. Lúc trước ông chưa biết tu, thôi ông ăn con này con nọ cá, ông kêu lên ông để mâm 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 bàn, ông ăn xong không hết, ông để đó phung phí vô cùng. Sau đó ông nghe được cái đĩa của chúng tôi, ông phát tâm ông ăn chay, mà ông thích câu cá nữa chứ, ông phát tâm ông ăn chay trường luôn, tên ông Tư á. Rồi cái bắt đầu gì, hết câu cá, cần câu gì ông bẻ hết trơn. Trước khi ông bẻ cần câu á, là ông nói là bữa nay là bạn con nó năn nỉ con đi, mà con mong sao mà cá đừng có dính, để cho thành ra con đi về, cho thôi là vì bạn mà đi, mà bạn nó năn nỉ quá, con nói là đi làm cuối cùng, nhưng mà mong con cá đừng có ăn cần câu nghe. Mà ông là câu siêu đẳng nhất, mà ông câu mà không có ăn, ông câu xong ông chặt làm đôi, ông cho người ta chặt đầu môi ruột liền xuống lại, lấy cái mình đó cho người ta, chứ ông không có ăn bao nhiêu hết. Ông thích câu chơi à? Mà đúng bữa đó ông câu sao không dính con nào hết. Cái ông nói với bạn, nay tao hết duyên câu rồi, tụi bay đừng có kêu tao đi nữa nha. Đúng là tầm tưởng sự thành, không muốn dính, không có dính con nào hết. Đó là cái việc cái Ngàn nói về cái vấn đề cái tâm từ.
Bây giờ chỗ này là cái chỗ mà nói đến cái sử liệu của Ngài Vĩnh Minh. Thì cái thời Ngô Việt Vương, tức là thời vua nước Ngô, thì Ngài hành tu nó có đặc biệt là khi Ngài sanh ra, hai cái lỗ tai Ngài đụng ngay cái đến vai luôn, hai lỗ tai Ngài dài đến vai. Và Ngài không nói đến lúc 7 tuổi, khi mà gặp một vị thiền sư khai thị cho Ngài, bắt đầu Ngài mới mở miệng ra Ngài nói. Và lúc đó Ngài bắt đầu đi theo vị thiền sư đó Ngài tu luôn. Thì Ngài hành tu này á, là Phật Định Quang tái thế, là hóa thân của Phật Định Quang. Thì ông Ngô Việt Vương là vị vua này, ông mới đến ông hỏi Ngài Vĩnh Minh á, thời bây giờ có vị Bồ Tát nào, vị Phật nào tái lai không? Thì Ngài Vĩnh Minh mới nói ông Ngô Việt Vương là ông vua nước Ngô Việt Vương á, là ông tới ông gặp Ngài hành tu cái lỗ tai dài đến vai á, ông là Phật Định Quang hóa thân á, ông tới đó ông học đi, ông nghe Ngài khai thị đi. Cái ông vua này ông chạy tới, ông gặp Ngài hành tu, ông nói là con hỏi Ngài Vĩnh Minh, Ngài Vĩnh Minh nói Ngài là Phật Định Quang hóa thân, thôi cho con đảnh lễ Ngài, con cầu Ngài khai thị. Cái Ngài nói cái ông Vĩnh Minh này nhiều chuyện lắm trò, ổng cũng là Phật A Di Đà hóa thân, ổng nói ai? Cái Ngài hành tu Ngài nói vậy xong Ngài gì? Ngồi xếp bằng tịch luôn, ra đi. Tức là các vị Bồ Tát, các vị Phật mà hóa thân, biết đến thân phận rồi là Ngài ra đi liền. Thì cuối cùng ông Ngô Việt Vương này là ông mới chạy về lại. Bây giờ ông này Ngài hành tu là Phật Định Quang tịch rồi thì ông phải chạy về. Ông chạy về tới cổng ngõ thì ông nghe Ngài Vĩnh Minh cũng tịch luôn à. Hai vị này biểu pháp thiệt hay, quá hay luôn rồi. Thì Ngài Vĩnh Minh tịch đúng cái ngày 17 tháng 11. Cho nên mới lấy cái sử liệu á là gì? 17 tháng 11 là ngày vía của Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ, là hóa thân của Đức Phật Di Đà, cho nên mới có ngày lễ vía với Phật Di Đà phải không ạ? Đó, từ nó xuất xứ từ đây. Thì đây là cái sử liệu mà Hòa Thượng Tiền Tâm dịch ra. Và chính nơi Hòa Thượng Tịnh Không cũng nói hai vị tổ, nhị tổ là tổ Thiện Đạo với lại lục tổ trong tông Tịnh Độ, đó là ngày Vĩnh Minh Viên Thọ là hóa thân của Phật A Di Đà. Hòa Thượng Tịnh Không có nói, cái nhà nghe rõ, và Ấn Tổ cũng có nói điều này. Cho nên khi nhớ cái lời Ấn Tổ nói Ngài Vĩnh Minh là hóa thân của Phật Di Đà, thì chắc nhàng mới lục ra cái sử liệu, mới thấy cái sử liệu này. Có nhiều người nói vía Phật Di Đà mà không biết Phật Di Đà ông chết ngày nào mà giờ có lễ vía của ông. Ngày trước Phật Di Đà đang ở Bây Tây Phương Cực Lạc mà sao bây giờ lại có cái lễ vía? Thì do hóa thân của Ngài, đó là Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ, mất ngày 17 tháng 11. Mắc cười, khi mà ông Ngô Việt Vương này ông tới á, là ông hỏi Ngài hành tu á, định để mà khai thị rồi, mà cuối cùng gì không được lời khai thị gì hết, giới thiệu qua Ngài Vĩnh Minh, vừa tới cổng Ngài Vĩnh Minh cũng tịch luôn. Ý muốn nói là sao? Chỗ này nó có chỗ thâm sâu. Kẻ phàm phu chúng ta gặp Phật Bồ Tát chúng ta không biết, đúng không? Nhiều lúc còn hỷ báng nữa chứ, mà để các ngài tịch rồi bắt đầu mình mới biết. Cho nên các hàng Bồ Tát họ để lại cho chúng ta những cái tác phẩm, những cái hạnh nguyện họ tu tập, giống như là Ấn Tổ để lại cái bộ văn sao. Khi mình đọc vào bộ văn sao tức là gì? Tức là mình đang gặp Ấn Tổ. Mà người đó được Ấn Tổ trao truyền nhiều hay ít là tùy theo cái tâm thành kính của mình nhiều hay ít. Quý vị hiểu chỗ này không ạ? Nếu mà thành kính đến tột cùng, thấy Ngài đang truyền pháp âm cho mình, lúc đó mình đọc văn sao á, thì mình nhận được cái yếu chỉ này sâu lắm. Đó là cái việc mà chúng tôi nói về sử liệu của Ngài Vĩnh Minh. Giờ nói đến cái sử liệu của Ngài Pháp Tạng đi ha. Thì cái phẩm thứ tư là Pháp Tạng Nhân Địa. Thì cái Pháp Tạng Nhân Địa này tức là nói đến cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Này A Nan, vô lượng vô số kiếp đời quá khứ lâu xa, có Đức Phật xuất thế hiện là thế gian tự tại Vương Như Lai, ứng cúng đẳng chánh giác minh hạnh túc thiện thề thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật đó trụ thế hóa độ 42 kiếp. Đức Phật thế gian tự tại Vương Như Lai á, Ngài ra đời Ngài trụ thế 42 kiếp, 42 đại kiếp.
Còn con người của mình nè, sống trong hiện thời mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời trong cái cõi ta bà mình nè, sống được 100 năm. Tuổi thọ mình có 100 năm. Mà cái tuổi thọ mà Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai á, trong kinh Vô Lượng Thọ đúng không ạ, phẩm thứ tư Pháp Thạng Nhân Địa đúng không ạ, thì cái thọ mạng của con người lúc đó là 42 đại kiếp. Thì vua Thế Nhiêu á, ông nghe Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai này thuyết pháp, ông bèn bỏ hết ngôi vua, ông đi xuất gia. Và Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai này đặt ngài pháp danh là Pháp Tạng, đặt cho ông vua này, ông vua Thế Nhiêu này á, là pháp danh là Pháp Tạng. Lúc đó ngài mới phát lên 48 đại nguyện trước Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Và khi ngài phát nguyện lên như vậy là mặt đất chấn động, trời mưa hoa, mười phương chư Phật tán thán. Và bắt đầu ngài tu hành từ từ cho đến mãi 10 kiếp, ngài thành Phật 10 kiếp ở bên Tây Phương Cực Lạc. Đó là do cái nhân địa của ngài Pháp Tạng. Trước ngài Pháp Tạng là do ngài Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai khai thị cho ông vua Thế Nhiêu này. Như vậy hôm nay chúng ta thấy rằng là ngài Pháp Tạng, ngài phát 48 đại nguyện, ngài thành tựu được cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để cho tất cả chúng sanh về bên Tây Phương Cực Lạc, là nguyên do là ông vua Thế Nhiêu này ông phát nguyện, ông tu hành. Nhưng mà bây giờ chúng ta mà phát 48 đại nguyện như Đức Phật không vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc để chúng ta thành tựu một cái quốc độ, không làm nổi. Căn lành thì thấp kém, nghiệp chướng thì sâu dày. Cho nên chúng ta nương nơi nguyện lực của Đức Phật A Di Đà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngài đã tạo sẵn cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ở bên đó rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có nương nơi cái hạnh nguyện ngài, mình về bên đó để mình thành tựu thì nhanh hơn là mình gì? Mình tạo một cái quốc độ như Cực Lạc. Ví dụ như là quý vị muốn đi Sài Gòn, mình kêu thôi người ta chế được chiếc xe, thôi mình cũng chế được chiếc xe. Mình chế chiếc xe 7 chỗ để mình đi, mình xe giấy đúng không? Làm xe giấy thì được. Chứ mà làm cái xe mà đúng nó chở mình đi, mình làm nổi không? Không khả năng làm được. Thôi ra thành bưởi đưa nó 200 ngàn ngồi lên xe, ghế nằm luôn, cái nó bấm nút cái chạy cái e xuống Sài Gòn, đúng không? Nó có sẵn rồi, thôi giờ mình ngồi lên đó mình đi cho sướng cho rồi. Chứ giờ mình chế một chiếc xe cực có vậy. Còn không sao, bỏ thêm khoảng 2 triệu ra mua với máy bay, nó bay cái vèo 45 phút xuống tới Sài Gòn. Người ta chế sẵn rồi, mình sử dụng thôi. Còn nếu mà bây giờ mình ra oai, mình kêu mình là cũng có Phật tánh, mình cũng giống như Phật, bây giờ mình tạo cái cảnh giới như Đức Phật Di Đà, mình tu mình cũng làm Phật chứ cần gì nương Đức Phật Di Đà. Thì cái người này người ta không biết thân phận, họ là phàm phu, họ nói giọng kiểu Bồ Tát, thì họ tu lâu lắm, đọa lạc lên xuống khổ cực vô cùng. Đó. Cho nên nói đến cái hạnh nguyện của Đức Phật thì Ấn Tổ nói làm sao? Lắng nghe nha. Cái nghiệp lực của mình đó, dầu cho nó nặng gì đi nữa, bỏ lên cái nguyện lực của Phật A Di Đà, nương theo cái nguyện lực của Phật A Di Đà đó, thì mình về Tây Phương Cực Lạc dễ dàng. Cũng giống như cục đá nó nặng bao nhiêu tấn để lên xà lan, nó chở qua bờ bên kia rất dễ. Nhưng mà một hạt sỏi nhỏ thôi, thả lên trên nước mà không có cái gì để chở nó thì nó chìm liễm xuống. Dầu cho nghiệp của mình nó mỏng, căn lành mình sâu dày, mình có phước báu gì đi nữa, mà không nương đến nguyện lực của Phật, cái đời sau cái mình đọa lạc mất, khó vô cùng. Cho nên nương vào cái biển nguyện của Phật A Di Đà để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc chắc ăn. Và nghe cái nguyện thứ 15: khi con thành Phật, sống lâu vô lượng, vô số thanh văn và trời người trong nước cũng có thọ mạng vô lượng, giả như chúng sanh ở 3000 thế giới thành bậc duyên giác, trải qua 100000 kiếp để tính đếm, nếu biết được số lượng ấy thề không thành chánh giác. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, A-tu-la, tất cả 10 phương pháp giới, khi về cảnh giới con là tuổi thọ bằng với tuổi thọ của con. Nếu không được như vậy thề con không thành ngôi chánh giác. Cái chỗ này quan trọng. Ai cũng thích sống lâu không ạ? Mà có nhiều người thích sống lâu phải làm sao? Họ làm lễ chúc thọ, con cái về chúc thọ cho họ, giết gà, giết vịt, giết heo rồi ăn mừng vui vẻ để cho họ vui, để họ sống thọ phải không ạ? Quý vị thấy như vậy có sống thọ không? Có hả? Có gia đình giàu lắm nha, Úc, Mỹ, Canada, con á đi vượt biên ở các nước về, mẹ ở Việt Nam ở miền Tây đó. Làm sao quý vị? Con cái tụ về, mẹ 80 tuổi rồi, thôi chúc thọ cho mẹ. Con cái có tiền, thôi sắm sửa đồ đạc, dựng rạp mời người ta tới
để chúc thọ người này, chúc cái kia, người chia chúc cái nọ, tưởng là mẹ mình thấy như vậy là vui, sống thọ, tinh thần nó lên ngang. Không ngờ giết gà, giết vịt, giết heo, tổn thương thọ mạng của chúng sanh, giết chúng sanh, thọ mạng của cha mẹ bị tổn thọ mà không hiểu nhân quả này. Thì làm lễ xuất thọ xong rồi vui vẻ, xong cái bắt đầu cả gia đình đi Nha Trang tắm biển chơi. Hỏi mẹ có đi không mẹ? Cái bà cụ kia không, hôm nay làm lễ rồi xong cũng mệt mệt trong người, thôi ta ở nhà tụi bay cứ đi đi. Thì con cái ở nước ngoài về mà, anh em rủ nhau đi xuống biển, ăn cua, ăn ghẹ, chơi về Nha Trang. Bà ở nhà bà trúng gió bà chết mất. Đó, mới chúc thọ xong bà chết rồi. Kiến nó bu vô, ba ngày về, thôi kiến đen thui hết trơn. Mà cái này không phải bỗng không. Nếu cái phước thọ mạng bà cụ này còn, con cái chúc thọ mời mấy thầy đến để nói pháp, cho ăn chay phóng sanh. Cho nên Ấn Tổ nói là nhân cái ngày chúc thọ đám cưới, đám giỗ, làm những cái điều phước thiện, phóng sanh, in kinh, tạo phước để hồi hướng cái phước cho người đó. Mà gia đình họ đâu có biết, bởi vì họ đâu có vô chùa để nghe pháp, họ đâu có tin tưởng Phật pháp đâu mà họ biết, phải không ạ? Họ làm theo cái phàm tình, cái chi kiến của họ. Thì cuối cùng bà mẹ chết, kiến thui nó có nguyên do. Nguyên do đó là bây giờ giết chúng sanh ăn gà, vịt, heo đồ, mình đãi đằng cho chúng sanh, mọi người ăn xong rồi bây giờ cái gì? Chúng sanh nó, nghiệp báo nó tới, bà phải chết như vậy. Cho nên thọ mạng con người ở đây ngắn ngủi vô cùng. Thọ mạng cái người về Tây Phương Cực Lạc là vô lượng thọ. Nhưng mà cái người niệm Phật, lắng nghe chỗ này ha. Cái người niệm Phật tuy rằng người ta chưa sanh Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà quyết tuổi thọ người này sẽ dài. Ai vậy ta? Hòa Thượng Tịnh Không, năm 45 tuổi là coi như xong rồi đó. Bạn của Ngài, hai vị cũng đều 45 tuổi ra đi, mà ông đó ông chấm tử vi tài. Ông nói ba người là đúng 45 tuổi ra đi, mà hai người bạn đi trước à. Rồi cuối cùng Ngài nói rằng Ngài cũng không tránh khỏi. Ngài vô, Ngài buông vạn duyên, không uống thuốc. Ngài nói là bác sĩ không chuyển được nghiệp lực, chỉ chữa bệnh thông thường, không chữa được bệnh nghiệp đâu. Vô đóng cửa Ngài niệm Phật. Một tháng sau rồi bắt đầu gì? Hết bệnh, sống mãi đến bây giờ 93 tuổi. Hồng hào, không uống một viên thuốc gì hết. Đó là do Ngài niệm Phật mà tuổi thọ từ 45 tuổi giờ kéo đến 93 tuổi. Cho nên cái người niệm Phật á, trong cái công, trong cái danh hiệu Phật nó có cái công đức vô lượng thọ. Mình chân thật mình niệm cái tuổi thọ mình kéo dài. Mà mình thẩm sâu, mình nhìn sâu vào trong cái công đức Phật hiệu, mình thấy nó lạ đó. Khi mình niệm Phật mình không có thấy mình niệm phiền não, mình không có buồn phiền, chỉ có vọng tưởng nó xen vô thôi, chứ cái bản chất của câu Phật hiệu nó không có phiền não. Có ai niệm Phật mà bị phiền ông Phật không? Có không? Hồi tối niệm Phật có phiền ông Phật không? Tôi kêu sao mà tôi niệm ông mà tôi phiền ông quá ông Di Đà ơi. Có ai nói vậy không? Không có. Bởi vì người ta dạy cho mình biết là cái danh hiệu Phật đó là vô lượng công đức cho mình cung kính để mình niệm, mình không dám phiền phức. Thực sự thẩm thấu mình nhìn sâu vào cái câu Phật hiệu, nó không có phiền phức trong đó. Lỡ mình niệm vợ, niệm chồng nó phiền ở ngàn. Có cái bà đó, trời ơi, bà kêu con buồn muốn chết, ông chồng con theo vợ bé, con nằm con niệm ổng suốt đêm luôn. Đến sáng con chịu không nổi, con uống thuốc sâu mà hên không chết, xúc ruột. Nếu mà niệm Phật Di Đà làm sao uống thuốc sâu ta? Đúng không ạ? Người thấy hai cái niệm nó khác nhau không ạ? Nó khác hẳn nhau như vậy. Bởi vì mình niệm Phật Di Đà là cái câu Phật hiệu đó nó thuận chiều với thể tánh, cho nên mình càng niệm mình thấy càng an vui, càng niệm thấy càng tỉnh táo. Mà chính cái niềm an vui đó, cái tâm an lạc đó, đó coi như là có duyên niệm Phật sống dai vô cùng, đúng không ạ? Đúng không ạ? Cái điều này là dấn nhàn tinh. Cái điều này là dấn nhàn tinh. Ngài Hải Hiền 112 tuổi, ngài niệm Phật không biết chữ, 4 chữ A Di Đà Phật, 6 chữ Nam Mô A Di Phật, ngài niệm xuyên suốt. Cho nên trong này nếu ai muốn sống thọ thì tranh thủ mà niệm Phật. Hả? Còn nếu mà ai mà muốn chết sớm thì cứ ăn mặn là chết sớm mà. Quý vị làm y như dân nhàn không sai đâu hết. Ăn mặn là sao? Ấn Tổ nó là lấy tiền thê người khác giết giùm mình. Cái tội vừa thê mà cái tội vừa ăn nữa là nặng dữ lắm á ngài. Cho nên cái thọ mạng vô lượng là quan trọng nhất. Quang minh vô lượng, rồi tiền tài vô lượng, cái gì vô lượng cũng không bằng tuổi thọ vô lượng. Cho nên Đức Phật A Di Đà nói về cõi con phải tuổi thọ vô lượng thì mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái nguyện của ngài như vậy. Nguyện thứ 17: khi con thành Phật, vô số chư Phật trong vô lượng cõi ở mười phương thế giới nếu không khen ngợi tên con, nói công đức quốc độ của con, thề con không thành ngôi chánh giác.
Trước khi Ngài thành Phật, Ngài gặp Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Ngài Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai đặt Ngài là Pháp Tạng. Ngài nói là khi con thành Phật là mười phương chư Phật thành Phật ở cõi nào cũng giới thiệu cái tên của con là tên Nam Mô Di Đà Phật đó, cho mười phương chúng sanh họ nghe. Nếu mà mười phương chư Phật ra đời mà không giới thiệu cái tên của con là con thề không thành ngôi chánh giác. Thì Ngài phải phát cái tâm như vậy rồi Ngài phải tu cái nhân địa để tương ưng với mười phương chư Phật. Vì sao để tương ưng? Thì cái danh hiệu Ngài nó phải là một danh hiệu vô lượng công đức, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng giác. Thì mười phương chư Phật mới giới thiệu. Chứ danh hiệu mình Phật ra cái giới thiệu ông Giác Nhàn là ai không? Cho ông Giác Nhàn mà giới thiệu chi? Rồi giới thiệu Nhuận Minh, rồi giới thiệu Nhuận Huy đồ chi không? Cái tên mình nó có cái là danh và tánh nó không có đủ vô lượng công đức, nó không có đủ vô lượng quang minh. Cho nên mười phương chư Phật đâu giới thiệu tên mình không ạ? Mà giới thiệu tên Phật A Di Đà là do cái danh hiệu của Ngài đó, nó đủ cái công đức bất khả tư nghì rồi, cho nên chư Phật phải tán thán. Nhưng mà hôm nay mình không có giới thiệu cho tất cả chúng sanh được, nhưng mà hôm nay á mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, đó là mình đang giới thiệu, đang tán thán danh hiệu A Di Đà Phật cho chúng sanh trong tâm của mình, độ chúng sanh trong tâm của mình, và giới thiệu cái danh hiệu Phật cho cái thể tánh thanh tịnh của mình, công đức cũng vô lượng, mà mười phương chư Phật cũng tán thán người đó. Cái người tụng kinh A Di Đà, cái người niệm Phật được mười phương chư Phật gia trì và hộ niệm. Cho nên nhờ có cái nguyện thứ 17 này mà mười phương chư Phật cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, giới thiệu Đức Phật A Di Đà và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, và giới thiệu 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà là nhờ cái nguyện thứ 17 này. Nguyện thứ 18 gọi là nhất hướng chuyên niệm, mười niệm vãng sanh. Khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con hết lòng tin tưởng. Nếu có điều lành nào tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh về cõi nước con cho đến mười niệm. Nếu không được vãng sanh, thề không thành chánh giác, ngoại trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp. Nếu người đó họ phạm tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết vị họ thượng làm Phật ra máu, phá hòa hiệp tăng, giết vị A-la-hán, họ làm ngũ nghịch thập ác, nhưng mà họ còn tin chánh pháp, tin pháp môn tịnh độ, họ không có làm ác nữa, như ông vua A-xà thế đó, ông giết cha hại mẹ đó, nhưng mà ông nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho ông pháp môn tịnh độ, ông không có làm nữa, ông quay đầu trở lại, bắt đầu ông tích thiện tích đức, ông tu tập thì ông vẫn được vãng sanh, tuy rằng phạm ngũ nghịch trọng tội nhưng còn tin chánh pháp. Nếu không tin chánh pháp thì chịu thua. Nhưng những người đó không ngũ nghịch trọng tội mà họ không tin chánh pháp, không tin câu Phật hiệu, không tin cách đây mười bước cõi có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, họ không tin, nhưng mà họ không có phạm ngũ nghịch mà họ không tin chánh pháp thì người này cũng không được vãng sanh. Mà nếu mà họ tin chánh pháp mà họ phạm ngũ nghịch như vua A Xà Thế vẫn được vãng sanh. Cái pháp này nó thù thắng như vậy. Cái quan trọng là tin chánh pháp, cái nguyện thứ 18 này. Có nhiều người trong phòng hộ niệm 21 ngày 2-3 tháng, họ kêu sao mà trong nguyện thứ 18 nói là 10 niệm vãng sanh mà con niệm mấy tháng rồi mà chưa vãng sanh thầy? Lý do gì? Mình có vấn đề hay là Phật có vấn đề? Nguyện Phật có vấn đề hay là mình có vấn đề? Lắng nghe chỗ này nha. Mình có vấn đề. Vì Phật thành tựu cái nguyện thứ 18 này cho nên Ngài mới thành Phật. Có người 10 niệm người ta về rồi, cho nên Ngài mới thành Phật chứ. Mình niệm 10 niệm mà chưa về được là mình có vấn đề. Vấn đề đó là tín nguyện mình nó chưa đủ. Niệm mà tâm mình vẫn sợ chết, niệm mà tâm mình vẫn dính cái thân là dính trần cảnh, niệm mà mình vẫn còn vướng mắc ở trong cõi này, sao mà về được? Chưa buông xuống vạn duyên được. Cho nên cái rắc rối của hai cái điều khi vãng sanh trở ngại là gì? Thứ nhất là mình niệm Phật mà tâm luyến trần cảnh là tự thân mình có hại. Thứ hai là gia đình phá chánh niệm. Bây giờ mình không có cho con cái mình biết cái pháp môn niệm Phật, lúc ra đi nó khóc lóc, nó không cho mình niệm Phật, nó không chịu cho mình niệm Phật. Có một cái bà ở bên Hilton, Giác Nhàn nhớ, Giác Nhàn với thầy Nhuận Minh qua bên Hilton có tổ chức cái pháp hội bên đó. Lắng nghe cái chỗ này kỳ diệu. Bà này biết thích ăn cái con mà nó ở bên Hilton, cái mùa nó ra nữa. Tên cái con gì quên rồi, nó nhiều lắm, nó giống như con cua mà đỏ đỏ mà nó bằng ngón tay cái. Con gì quên rồi ta. Nó nhiều lắm, người ta vớt lên dưới sông, dưới đồ người ta vớt lên. Mỗi lần bà mang về bà nấu son bà cho người ta ăn, bởi vì bà làm tiệm nail lớn cho nên nhiều cái đứa nhân viên làm với bà. Bà làm, bà coi như là con này con nọ là coi như bà cho người ta ăn dữ lắm. Thì cái cô mà có nghe được cái đĩa của Giác Nhàn, cô nói ông Giác Nhàn ông nói đó, bà mà cho người ta ăn, bà giết, bà nấu những cái con còn sống này á,
Mà cho người ta ăn như vậy là chừng bà chết, bà đau khổ dữ lắm. Tôi nói thiệt với bà đừng có làm vậy nữa. Bà không có tin. Thì lúc bà ra đi bà bị ung thư. Ông chồng cũng là y như vậy, cũng thích ăn những cái con đó đó. Bà về, ông về Việt Nam ông bị ung thư, ông chết rồi. Tiếp tục bà này cũng bị ung thư. Thì cái cô này cũng có cái máy, cô đưa cho đứa con á, mở ra cho cái bà này bị ung thư á. Mà bà chủ tiệm nail bà cũng giàu dữ lắm. Thì bà mở cái máy ra, mấy đứa con nó tắt nó không cho. Nó nói má con ung thư nhưng mà chưa có chết. Bây giờ cho má con niệm câu A Di Đà Phật, rồi ông Phật A Di Đà ông bắt má con đi mất rồi làm sao tụi con còn má con. Bà đau nhưng bà chưa có chết, bà còn với tụi con được ngày nào thì thôi cho bà còn, chứ đừng có cho bà nghe câu Phật hiệu. Chúng sanh không có hiểu cho nên mình nó lý luận. Mấy đứa con đồng lòng là không có cho nghe mấy niệm Phật. Bây giờ cho nghe rồi Phật với đạo ông dắt đi rồi mất mẹ rồi sao. Bây giờ mẹ bệnh mà còn nằm ở đây nữa, còn ngày nào hay ngày đó mình ở bên cạnh mẹ. Lý luận vậy đó. Thì cô này cũng không có làm gì được hết. Xong rồi bắt đầu nghe tin là mất. Thì cô này có chạy tới, cô chạy tới thì cổ niệm Phật, cổ niệm dữ lắm, cổ tha thiết, cổ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cổ niệm. Mà cái máy nó cũng vi diệu nha. Cổ niệm cổ mệt quá rồi, cổ niệm 3 tiếng là cổ hết hơi rồi mà cổ không có biết cái cách cổ niệm chậm chậm. Cái máy một câu hoặc cổ một câu mà cổ vô, cổ thấy cổ thương cái cô này quá, cổ niệm ào ào A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bả làm li lị chập cái 3 tiếng cổ đuôi mất. Bả mở đuôi cái bà mở cái máy ra thì cái cô này tắt thở rồi. Bả mở cái máy ra thì cái người đó tắt thở rồi, ngang cái bà mà bị ung thư tắt thở rồi. Thế mà cái đầu bả vẫn quay qua cái máy. Ghê thiệt. Rồi, chập cái bắt đầu là cổ bước qua phía bên kia, bên này chật quá đó, cổ cũng cầm cái máy cổ bỏ qua bên kia, cái đầu của cái cô này nè tắt thở rồi đó mà cũng quay qua cái máy bên đó nữa. Lạ thiệt, bình thường sát sanh không có biết niệm Phật gì hết mà lúc lâm chung do cái tâm cô này quá chân thành cung kính, niệm Phật cho mẹ đi, niệm Phật cho mẹ đi, thì mấy đứa kia nó quản lên rồi nó cũng tú lu nó niệm theo thôi. Thì cái máy để bên nào bà quay ra bên đó mà tắt thở rồi đó. Cho nên cái người khi mất mà cái linh thức họ chưa ra khỏi thân rồi nó vẫn điều khiển được cái thân. Cho nên 10 niệm vãng sanh thì cái lúc mà lâm chung ra đi, có người thiện chi thức khai thị mình niệm được 10 niệm, cái chuyện này không phải dễ. Lắng nghe nè ha, lắng nghe cái tâm trạng hồi nãy Giác Nhàn có nói. Cái công phu hàm dưỡng câu Phật hiệu của mình nó còn mỏng lắm, nó yếu quá. Cho nên khi mà mình sợ, khi mà mình buồn, khi mình giận, khi mình thấy cảnh cái là nó tan mất câu Phật hiệu liền. Tan mất liền, không giữ được. Mà cái người mà người ta khéo á, người ta khéo dụng công á, người ta biết mất. Người ta biết cái tâm họ đang chạy theo trần cảnh, họ lôi nó lại. Bắt đầu họ đề khởi họ niệm. Nó chạy ra cái họ kéo lại, nó chạy đi cái họ kéo lại, cứ giằng co từ từ mạnh được yếu thua. Mà họ chuyên tâm họ muốn đi vào để mà họ tập trung để cho tình niệm họ tương ưng á, họ chân thật á thì họ quay vào bắt đầu họ niệm Phật từ từ thì cái câu Phật hiệu bắt đầu là gì? Nó dày đặc ở trong tâm. Thì lúc lâm chung á, họ 10 niệm, họ đủ tín nguyện thì lúc lâm chung họ niệm được. Còn nếu bây giờ mà cái tâm họ bị cái pháp trần phiền não nó đánh văng câu Phật hiệu, nhìn cảnh cái mất, nghe tiếng cái mất, lúc lâm chung cũng chịu thua, không làm gì được hết. Thực sự là nó như vậy. Bằng chứng ngay bây giờ mình vô mộng, giấc mộng là mình tan mất câu Phật hiệu à. Ngay hiện tại bây giờ mình giữ cũng không được nữa. Cái người mà người ta tham công tiếc việc, nó thành một cái vọng tưởng dày đặc rồi, vô câu Phật hiệu không nổi. Niệm chút cái bắt đầu tâm yếu nhớt, ngán liền, niệm không vô. Cái ý niệm nó không phải là mình thích thú. Cái ý niệm Phật mà không phải là cái niệm mình thích thú. Không để toàn tâm vô trong đó. Nó yếu nhớt à. Mất liền. Thì lúc này phải gì? Thành kính tha thiết ăn năn sám hối. Vậy làm sao? Con thọ mạng con hết rồi, con sao con theo Phật được? Trăn trở từ từ tha thiết lặng lòng. Thì cái niệm lâu ngày nó mới thuần được. Lắng nghe ha, cố gắng lắng nghe còn chút xíu nữa. Nguyện thứ 19 là phát Bồ Đề Tâm. Nguyện thứ 20 là tiếp dẫn vãng sanh. Khi con thành Phật, chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con phát tâm Bồ Đề, tu các công hạnh, hành sáu ba la mật kiên cố không lùi, lại đem các căn lành hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con, một lòng nghĩ đến con ngày đêm không dứt. Người mà họ vô cảnh giới niệm Phật là ngày đêm họ nhớ câu Phật hiệu, ngày đêm là họ ở trong cái công đức Phật hiệu, muốn về Tây Phương Cực Lạc ngày đêm không dứt. Còn mình phiền não là ngày đêm ở trong đó. Đêm ngủ nó cũng ở trong đó, mà ban ngày nó cũng ở trong đó. Ghê lắm. Ngày đêm không dứt. Đến khi mạng chung, con cùng thánh chúng Bồ Tát liền đến tiếp con, khoảnh khắc sanh về cõi con. Nếu không được như vậy thề không thành ngôi chánh giác. Đến khi mạng chung, Phật cùng thánh chúng đến tiếp dẫn con.
Nếu không được như vậy thì không thành ngôi chánh giác. Hôm nay cái ngày lễ viếng Đức Phật Di Đà, nói về cái sử liệu của Ngài Vĩnh Minh là hóa thân, đọc đến cái nguyện của Đức Phật, thương Đức Phật vô cùng, cảm Đức Phật. Nếu Ngài thành Phật, Ngài ở một cái cảnh giới nào khác, Ngài không có phát nguyện cho phàm phu chúng ta được về, thì không biết khi nào chúng ta thoát khỏi luân hồi. Tu để mà thành Phật ba đại tăng kỳ kiếp nó lâu biết chừng nào mà kể. Hôm nay có cái nguyện lực của Ngài thiệt tình, nát thân khó đền. Bởi vì cái cõi này nó tạm, mình đâu có ở đây làm gì đâu mà lâu dài đâu, đâu có làm gì cho kiên cố ở đây đâu. Thầy bạn mới chết, lẹ ghê, mới đó không chết mất à. Mà nếu mà người đó mà họ ra đi, họ niệm Phật á, hiện tại họ niệm Phật, họ đi hộ niệm, thì lúc lâm chung họ đi trong hoàn cảnh tốt, có người hộ niệm cho họ. Rồi cũng có vị hòa thượng bình thường niệm Phật quá tốt mà ở cái cốc riêng đó, rồi có hai sư cô lo, rồi khi bệnh cái có vị thầy chở vô bệnh viện, cái mất 90 mấy tuổi mà chết cứng đơ, thiệt là tội nghiệp. Nếu mà để ở nhà mà có khoảng 5-7 người mà hộ niệm ra đi thì tuyệt biết mấy. Chỉ những người như Ấn Tổ, Ngài biết được ngày giờ thâu thần tịch diệt, Ngài ra đi chủ động, có hộ niệm cũng được, không có hộ niệm cũng được, những người này thì yên tâm rồi. Còn bọn phàm phu như chúng ta mà không có hộ niệm là thôi, ông già sống, ông già chết, vọng tưởng phiền não, câu Phật hiệu niệm không nổi là đọa lạc. Bây giờ quý vị nghe Thầy Nhật Minh lên đọc cái cuộc đời và sự việc làm và thị tịch của Ấn Tổ nha. Đó là Giác Nhàn chỉ nói sơ lược, không có thời gian, chỉ nói về cái việc Ngài Vĩnh Minh hóa thân của Phật Di Đà và những cái lời nguyện của Đức Phật Di Đà trong cái ngày lễ viếng Đức Phật Di Đà. Bây giờ quý vị nghe đến Ấn Tổ một tí ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc về Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, cuộc đời và việc làm và thị tịch của Ngài. Xin cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng ni và toàn thể chư vị liên hữu đồng tu trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Số 1, cuộc đời. Xuất gia năm Quang Tự thứ 7 1881, thọ giới năm Quang Tự thứ 8 1882, năm Quang Tự thứ 12 1886, đến Hồng Loa Sơn ở Bắc Kinh năm Quang Tự 17 1891, dời sang chùa Viên Quảng tại Bắc Kinh năm Quang Tự 19 1893, đến ăn nhờ ở đậu chùa Pháp Vũ thuộc Phổ Đà Sơn, tỉnh Chiết Giang suốt 30 năm, chẳng đảm nhiệm chuyện gì. Đến năm Dân Quốc 17 1928, có đệ tử quy y ở Quảng Đông tính thỉnh tôi sang Hương Cảng, liền rời Phổ Đà tạm ngụ tại chùa Thái Bình ở Thượng Hải. Mùa xuân năm Dân Quốc 18 1929, tính rời đi nhưng vì chuyện in sách chưa xong phải ở lại. Năm Dân Quốc 19 1930, đến bế quan tại chùa Bảo Quốc ở Tô Châu. Tháng 10 năm Dân Quốc 26 1937, tị nạn sang Linh Nham đã tròn 2 năm. Hiện thời đã sống buổi sáng, không đảm bảo được buổi tối, chờ chết mà thôi. 59 năm từng trải như vậy đó, suốt cả một đời chẳng cùng ai kết xã, ngay đến cả Hội Phật Giáo Trung Quốc cũng chẳng ghi tên làm hội viên. Số 2, việc làm. Những việc xảy ra gần đây, từ khi đến Linh Nham, bất cứ danh lam thắng cảnh nào tôi cũng đều chẳng tới xem, bởi chí chỉ mong vãng sanh, chẳng bận tâm đến danh lam thắng cảnh. Mỗi ngày lượng theo sức mình, niệm Phật và trì chú Đại Bi, để làm căn cứ tự lợi, lợi tha. Suốt đời chẳng thâu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm trụ trì chùa nào cả. Số 3, phát nguyện. Quan sau khi xuất gia phát nguyện, chẳng thâu nhận đồ chúng, chẳng làm trụ trì, chẳng làm giảng sư,
cũng chẳng tiếp nhận pháp của người khác. Số 4, thị tịch biết trước lúc mất. Sư thị tịch biết trước lúc mất. Mùa xuân năm Dân Quốc 29 1940, trong thư trả lời cư sĩ Trương Duyên Tịnh có viết: nay đã 80, sáng chẳng đảm bảo được tối. Lại nói quan là kẻ sắp chết, đâu có thể lưu lại quy củ ấy. Đến mùa đông nhằm ngày 27 tháng 10, sư thị hiện bệnh nhẹ. Đến 1 giờ chiều ngày 28, liền triệu tập toàn thể các chức sự trong núi và các cư sĩ đến quan phòng hội đàm, bảo đại chúng rằng chức vụ trụ trì linh nham không thể bỏ trống lâu hơn nữa, liền sai Diệu Chân đảm nhiệm. Đại chúng tán đồng, bèn định lấy ngày mồng 9 tháng 11 là kỳ hạn nhậm chức. Sư bảo trễ quá, liền đổi thành ngày mồng 4. Vẫn nói trễ rồi, sao đấy chọn ngày mồng 1. Sư gật đầu nói được đấy, liền khai thị cho đại chúng về đường lối của bổn tự hơn 2 tiếng đồng hồ. Về sau tuy tinh thần đã suy dần, vẫn an nhiên cùng với các vị như Chân Đạt vân vân bàn bạc mọi chuyện điềm nhiên, thư thái như thường, chẳng có dáng vẻ bệnh tật gì. Tối ngày mồng 3, sư dùng được một chén cháo loãng. Ăn xong, sư bảo bọn Chân Đạt: pháp môn tịnh độ trọn chẳng có gì lạ lùng đặc biệt chi khác, chỉ cốt sao khẩn thiết chí thành, không ai chẳng được Phật tiếp dẫn đới nghiệp vãng sanh. Sau đấy sư tỏ vẻ mệt nhọc, nhiệt độ thân thể giảm xuống. 1:30 sáng ngày mồng 4, sư từ giường ngồi dậy nói: niệm Phật thấy Phật, quyết định sanh Tây. Nói xong liền lớn tiếng niệm Phật. 2:15, bảo đem nước rửa tay xong, đứng dậy nói: được A Di Đà Phật tiếp dẫn, ta phải đi rồi. Mọi người phải niệm Phật, phải phát nguyện, phải sanh Tây Phương. Nói xong liền chuyển sang ngồi trên ghế, mặt hướng về Tây, thân ngồi ngay ngắn. Hơn 3 giờ, thầy Diệu Chân đến, được sư dặn dò: ngươi phải duy trì đạo tràng Hoằng Dương tịnh độ, đừng học thói kẻ cả. Rồi sau đó không nói gì nữa, môi chỉ mấp máy niệm Phật. Đến gần 5 giờ, trong tiếng niệm Phật của đại chúng, sư an tường về Tây. Dựa theo sự việc trong mấy ngày ấy, hết thảy sự xếp đặt như gấp rút cử Diệu Chân thật sự giữ chức trụ trì vân vân, tuy chẳng nói rõ nguyên do, nhưng đích thực là bản lãnh đã biết trước lúc mất. Thân không có hết thảy bệnh khổ ách nạn, tâm không có hết thảy tham luyến mê hoặc, các căn vui vẻ thư thái, chánh niệm phân minh, xả báo an tường như nhập thiền định. Xét ra sư suốt đời tự hành, dạy người và tướng lành lúc lâm chung, phẩm sen vạn sanh quyết chẳng thể là trung hạ được. Sư sanh vào giờ thìn ngày 12 tháng Chạp năm Hàm Phong 11 1861, tức năm Tân Dậu, tịch vào giờ Mão ngày mồng 4 tháng 11 năm Canh Thìn, tức năm Dân Quốc 29 1940, thọ 80 tuổi, tăng lạp 60 năm. Linh Nham nhờ sư mà được trung hưng, lại được sư thị hiện khuôn mẫu sanh Tây. Thời tiết nhân duyên có những chuyện chẳng thể nghĩ bàn được, do vậy cung kính chọn trong năm sau, tức năm Tân Tỵ, nhằm ngày rằm tháng 2, đúng ngày Phật nhập Niết Bàn, đúng dịp sư về Tây được 100 ngày, liền nổi lửa trà tỳ. Trà tỳ có nghĩa là hỏa thiêu, kính đưa linh cốt về lập tháp thờ tại vách đông nam của rặng thạch cổ trong núi này. Sư lá rụng về cội, ngộ chứng như thế nào, bọn phàm phu sát đất chúng ta đều chẳng có tha tâm đạo nhãn, không dám bình luận sằng bậy. Chỉ đọc bộ văn sao của sư mấy lượt được ấn hành, và bộ tục biên mới được in trong năm nay, và các sách do sư đích thân lưu thông cũng như hạnh chân thật đề xướng niệm Phật,
phát huy những chỗ nhiệm màu trong lẽ đạo, tự hành dạy người, chuyên dốc thiết tha tu trì, đủ chứng tỏ sư là bậc thừa nguyện tái lai, không còn nghi ngờ chi nữa. Phàm ai tín nguyện niệm Phật, thấu hiểu tông chỉ đích xác của Tịnh Tông, sẽ chẳng đến nỗi còn có những bàn bạc nghi ngờ chi cả. Bọn chân đạp được theo hầu sư lâu nhất, biết khá cặn kẽ, nay lược thuật đại khái hạnh nghiệp của sư ghi thành bài ký. Mồng 8 tháng Chạp năm Canh Thìn, Trung Hoa Dân Quốc năm 29 1940, chân đạp, diệu chân, liễu nhiên, đức sâm, vân vân, đảnh lễ kính thuật. Nam mô A Di Đà Phật. Ở trong này không có nói cái đoạn khi hỏi thiêu ngài nó còn nguyên vẹn 32 cái răng. Nói về cái nhiệt độ lửa mà lên đến 1000 độ, nó tiêu hủy cái thân này thì răng đồ là tiêu hết. Mà riêng cái bản nguyện của ngài để lại cho hậu thế biết rằng những cái lời của nàng nói là chân lý, rắn chắc như răng, đúng sự thật, không sai. Biểu pháp của ngài Bồ Tát Thích Quảng Đức đã để lại trái tim bất diệt. Những cái vị Bồ Tát họ thường có những cái biểu pháp như vậy, cho những cái lời của ngài không có lừa dối chúng ta, làm đúng như vậy là có kết quả. Hàng ngày tùy theo sức mình trì chú đầy bi, niệm Phật A Di Đà, một ngày ít nhất là 50 biến, nhiều nhất là 75 biến. Chân thật trì đại bi, Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn gia trì bất khả tư nghị. Nếu mà lấy trì chú đại bi làm chính chánh hạnh để tam mật tương ưng tức thân thành Phật, thì ngài kêu như vậy mình căn cơ mình không làm được đâu. Lấy trì chú làm trợ hạnh, phóng sanh làm trợ hạnh, in kinh làm trợ hạnh, niệm Phật làm chánh hạnh, chánh trợ song tu như ngài Vĩnh Minh. Suốt một đời của ngài không thâu nhận đệ tử, mà đệ tử của ngài có một vị mà coi như là nổi tiếng nhất, đó là ngài Lý Bỉnh Nam. Hòa Thượng Tịnh Không phải theo học, 500.000 người ở xung quanh cái đài chung đó, kinh khủng thiệt. Cái sức ảnh hưởng của ngài Lý Bỉnh Nam là một vị cư sĩ, khi ngài mất ngài cũng biết trước giờ mất, niệm 49 ngày đêm không ngưng tiếng niệm Phật, niệm bằng con người sống chứ không phải bằng máy, dễ sợ thiệt. Nhưng mà con người của mình không biết tu, đem cái Phật tánh của mình nó vùi lấp ở trong ngũ dục, uổng vô cùng. Có Phật tánh mà không biết sử dụng. Nếu đem cái Phật tánh mình mà hàng ngày chịu khó, mình chân thật, mình niệm Phật, mình trở về với Phật tánh của mình, giàu là cư sĩ như ngài Lý Bỉnh Nam, giàu cho mình là gì gì đi nữa, hèn thấp nhất đi nữa, mà lúc vãng sanh biết trước lúc mất cũng ảnh hưởng đến con người, giúp cho họ có tín nguyện vãng sanh. Cho nên hình ra Ấn Tổ nói con người phàm phu mình có Phật tánh mà không biết sử dụng, uổng vô cùng. Nhưng mà cái Phật tánh của mình nó chưa lưu lộ, cái tánh đức của mình là Phật tánh nó chưa lưu lộ. Bây giờ phải cần phải tu đức, lấy vạn đức hồng danh A-di-đà Phật, lấy hiếu dưỡng cha mẹ, từ tâm bất sát, làm 10 điều thiện, tịnh nghiệp tam phước, tu đức, thì lâu ngày tánh đức nó xuất hiện. Mà tánh đức nó xuất hiện thì cái diệu dụng nó là bất khả tư nghị, lợi lạc chúng sanh không thể nào tưởng tượng được. Ai cũng có cái quyền làm được chuyện này, phàm phu ngu dốt, người nghèo khổ, ăn xin dốt nát vẫn làm được chuyện này. Mà vì sao không làm chuyện này? Bởi vì căn lành thiện căn họ kém quá, họ nghe tai này lọt ra tai kia, họ không có chịu làm theo. Hôm nay chúng tôi nói không phải dạy đời đâu, hoặc là răn dạy quý chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, mà tự nói nhủ lấy lòng mình, tự nhủ với lòng mình, vì sao mình niệm câu Phật hiệu nó chưa có thuần tịnh được, còn phải tạp niệm như vậy. Ngài nói một câu là phải tìm cái chỗ chân thật, ở một cái ngôi tam bảo, nương cái đức đại chúng, giữ lòng khiêm hạ, chết sạch hết vọng niệm, chuyên tu tịnh nghiệp, thì người này thành công. Cuộc đời của ngài là không trụ trì, không truyền giới, không xuất gia cho ai. Mình nghe mình thấy ngài bi quan yếm thế, không có truyền bá Phật pháp để mà tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức để xuất gia cho mọi người, phải không ạ?
Nhưng mà Ngài nói là có nhiều vị thầy khác làm xuất, lễ xuất gia xuống tóc rồi, thôi giờ tôi làm cái chuyện là truyền pháp chứ không có truyền tử. Ngài nói cái hay vậy này, truyền pháp thôi. Cư sĩ, tu sĩ ai đủ duyên là hỏi tôi đáp thư lại, người ta tu theo đó, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhất là Ngài nói Ngài không chủ trì, mà đúng thiệt, theo cái đường lối của Ấn Tổ, nó yên. Hồi trước cái niệm bốn chữ đôi khi quý thầy phản đối, bữa nay Ấn Tổ nói trước phải sáu chữ rồi gần sâu mới là bốn chữ. Bởi vì cái người mà căn lành họ sâu dày á, tính tâm họ kiên định, họ niệm bốn chữ cái họ vô công phu. Còn mình cái tính tâm họ mình chưa kiên định, mình cần phải hai chữ Nam Mô là cung kính nữa. Quý vị coi mấy lá thư hôm trước giáo nhàn cả đọc phải không ạ? Hôm nay tụng cuốn kinh A Di Đà, chứ không phải mấy Phật tử nói là chỉ có tụng Vô Lượng Thọ mới giảng sanh. Cho nên rồi chùa trì chú Đại Bi nữa, chùa nào cũng có trì. Những người khác người ta thấy mình không có lập dị. Hồi lúc trước không phải chúng tôi lập dị, nhưng mà chúng ta theo Hòa Thượng Tịnh Thông, Hòa Thượng Tịnh Không là Ngài chỉ một cuốn kinh Vô Lượng Thọ với bốn chữ A Di Đà Phật. Không có thả niệm sáu chữ, nó qua bên Hồng Kông là thấy đúng bốn chữ. Hay những người có căn lành người ta vô công phu được. Cho nên Ấn Tổ là lấy cái cách đơn giản nhất chỉ cho hàng phàm phu ngu dốt nhất để công phu tu tập. Cho nên khi mình mất cái chức vụ, khi mình mất của cải, mình mất cái thân mạng này, mình mất một cái gì đó, tự nhiên mình tiếc dữ lắm. Còn mình có một cái mình mừng dữ lắm, thì cái tâm này vẫn bị lao chao. Không, sự thật, mất không tiếc, có không mừng. Mất câu niệm Phật là tiếc nhất. Hiểu chỗ nào? Mất con gà, mất con vịt, mất tiền khóc bù lu bù loa như cha chết mẹ chết. Câu niệm Phật mất tỉnh bơ. Hiểu chỗ nào? Cười gì cười? Tổ thì nó lấy nó làm bổn mạng nguyên thần. Còn phàm phu thì lấy ngũ dục, lấy vọng tưởng làm bổn mạng nguyên thần. Mất câu Phật hiệu không một chút ăn năn tiếc rẻ gì cả. Rồi lúc lâm chung làm sao đi theo câu Phật hiệu về Cực Lạc được đây? Phải trăn trở trong lòng chứ. Hôm nay thực sự cái ngày lễ Vía Di Đà, giáo nhàn có cái cảm xúc hổ thẹn đến cùng cực. Cái đáng mất mình không cho mất. Cái vọng tưởng đáng mất, ngũ dục lục trần đáng mất. Ông chồng ông mất rồi thì niệm Phật cho ông vãng sanh có cớ gì mà cứ nhớ ông khóc hoài vậy, vô duyên dữ vậy. Không hiểu được cái chỗ này, không rời khỏi nữa được cái tâm thức này. Trời, có cái cô đó, ông chồng trước khi mất, thôi ông ốm còn bộ xương mà cái bà trước khi đi làm bà hung cái sẹt cái bà đi. Làm sao vậy mà ông chết được trời? Thì cuối cùng cái bà quay về lại, bà thấy ông ốm còn bộ xương, ung thư phổi và hút thuốc nhiều quá, bà khiêng ông không được. Cuối cùng ông gần chết rồi. Trời ơi, còn bộ xương thôi mà cuối cùng gì không chết được. Lấy cái tay để lên ở trên cái đầu, để lên cái tay cũng niệm Phật nhưng mà không có biết niệm Phật để cho giảng sanh. Cái anh ơi, niệm Phật đi nha. Anh ơi, niệm Phật nha. Cứ vậy không à. Cái này là có thiệt cổ kể lại, có thực lòng cổ kể lại. Cái bà hung cái bà kêu niệm Phật, bà hung cái niệm Phật, vậy sao không niệm Phật được ta? Thì cuối cùng cái gì? Không có đi. Thì cuối cùng bà nói sao? Anh ơi, chết đi, đời sau hai vợ chồng mình gặp nhau. Ổng gật đầu đi luôn. Cái này là chúng tôi không phải bịa đâu, cái này là có sự thật. Sự thật. Rồi chết rồi sao? Trời ơi, xây cái mồ bên Mỹ mà, xây cái mồ thiệt đẹp. 12 giờ khuya không, con cá nó vô trong phòng không thấy bả trong phòng là biết bả ở ngoài mộ rồi. Hỏi má không sợ ma? Cái trời ơi, buồn quá tìm con ma nói chuyện con ơi. Buồn quá tìm ổng nói chuyện. Rồi ở trong phòng mở cái bản nhạc mà hồi trước hai vợ chồng nghe đó, trời ơi nó càng buồn áo não luôn, buồn thối ruột luôn. Nó chìm ở trong đó, kêu sướng. Chúng sanh khổ trong phiền não mà thấy sướng trong cái khổ đó. Và cuối cùng sao? Ốm gầy mòn, con nó tưởng chết rồi, nó cho ít tiền để về Việt Nam làm từ thiện. Cái từ từ nó tan loãng cái ý niệm nó ra. Cái bắt còn nó con không giảng sanh được. Hỏi sao vậy? Kêu cho con nguyện đời sau con với chồng con gặp nhau rồi cho con không giảng sanh được. Lỡ nguyện rồi. Thế nhà nói bây giờ có đổi nguyện được. Hỏi đổi làm sao? Kêu bây giờ đời sau anh với em giảng sanh. Nếu ông chưa có siêu thoát thì ông nghe cô, ông về trước trên kia đâu có sao đâu. Được ha. Mấy năm nay mà không ai hiểu, không ai nói để hiểu cái chuyện này. Đổi nguyện lại đâu có sao đâu. Lỡ mà cô đổi nguyện lại đời sau cô gặp ông khác thì ông thù cô à. Chứ mà cô gặp ông Di Đà là ông không thù cô đâu. Ông kêu có lý. Đúng không? Cũng là cái nguyện đó thôi, đổi lại chút thôi. Đúng không? Nhưng mà mình niệm Phật mình nói nghe nó có lý. Chứ mà không có niệm Phật là kêu trời thôi vậy cô không dẫn sanh đời sau cô gặp ổng đi. Đúng không?
khai thiện chút vậy đó bắt đầu bà an lòng liền. Bà kêu thôi vậy đời sau con theo Phật con về Cực Lạc cho con gặp ổng khổ nữa. Đúng không? Nghe có lý không? Cho nên cái người mà giảng sanh á, có không mừng, mất không tiếc. Biết nó là giả, mất câu niệm Phật tiếc. Niệm được câu niệm Phật trong lòng mình an vui, tấn tu đạo nghiệp. Mà lạ nha, có cái này lạ nha, niệm câu Phật hiệu rồi nó có công đức thì nó có tất cả. Không niệm câu Phật hiệu rồi cái tâm mình nó vọng tưởng thất đức rồi mất tất cả. Quý vị tin điều này không? Chúng tôi tin. Không niệm câu Phật hiệu là người đó thiệt thòi nhất, mất tất cả. Chết có mang được gì đâu, vọng tưởng nó đánh cho tơi bời. Tâm này tạo nghiệp, rồi tâm này không chuyển được nghiệp, nghiệp nó trói buộc lại tâm. Tâm này tạo ác nghiệp, sát sanh thọ mạng bây giờ ngắn ngủi. Không biết bố thí pháp đời trước mình nhục mạ hỉ bán người khác, cho nên đời này trí tuệ mình nó u tối, nó không có thông minh, không nhớ được Phật pháp. Niệm có Phật hiệu cũng không nhớ để mà niệm, không đủ sức mình tin. Rồi mình biết mình gieo cái ác nhân đời trước nhiều quá, bây giờ nó phải gặp cái ác duyên. Cái ác nhân đời trước mình nó lớn quá, thọ mạng mình ngắn, cho nên bây giờ mình chui vô mình phải bị người ta phá thai. Cái cô đã phá thai 20 lần luôn. Không phải do người mẹ mà thọ mạng mình nó ngắn, nó chui vào đúng thời điểm đó. Mà qua cái thời điểm 20 đứa đó là bệnh không phá thai nữa. Do cái thọ mạng mình ngắn quá, gọi là ác niệm, ác nghiệp. Rồi bắt đầu nó gặp ác duyên là mình chui vô đúng ngay cái người đó, cái duyên nợ với người đó, người ta phải giết mình, ác duyên. Rồi bắt đầu nói gì? Ác quả đó. Ác quả đó là cô này phá thai và giết tôi phải không? Bây giờ tôi báo thù lại bà. Ác quả có thì gì? Ác báo xuất hiện. Mà khi ác báo có, cái người đó họ có niệm Phật, người ta không sanh ra phiền não, không khổ đâu. Thành công hay không chỗ nào? Mà đã có ác nghiệp rồi thì phải có ác nhân, có rồi phải có ác duyên. Cái cô đó đó, đời trước không biết bố thí cúng dường, trong mạng không có tài, bây giờ phải sanh ra đời này trong gia đình nghèo, mà gặp ông chồng cũng lụ đạn, ông đi uống rượu, cũng uống rượu hoài, uống bài hết tiền ha. Mà không có trách người ta được là do cái ác nhân của mình, cho nên cái ác duyên mình phải gặp ông chồng như vậy, rồi bắt đầu mới sanh ra cái ác quả là nghèo, ác báo là gì? Thù hằn với nhau. Nghèo, nó kinh khủng, nó chi phối kinh khủng, ác nhân, ác duyên, ác nghiệp, ác báo. Mà người đó biết tu rồi thì người ta quá giải được cái ác báo. Người ta niệm Phật, người ta chịu đựng, ẩn nhẫn cho nó qua. Mà nếu không niệm Phật được thì người này không thể nào ẩn nhẫn nổi đâu. Cái vọng niệm mỗi ngày mỗi suy nghĩ bực tức với ông đó thì chắc là vì gì? Phải làm cho ông chết sớm mình mới ân lòng. Ghê lắm, cái ác niệm này nó kinh khủng lắm. Cái ác nghiệp này nó kinh khủng lắm. Nếu mà nó có hình tướng thì cả hư không của 10 phương pháp giới không đủ chỗ để dung chứa nó. Cho nên con người hay trách người khác, không có trách cái ác nghiệp mình. Cho nên cái gì có cái ác nhân đó, nó phải chiêu cảm đến cái ác duyên đó, gặp cái người đó và chiêu cảm cái ác quả và chiêu cảm cái ác báo, không ẩn nhẫn để chịu đựng, để mình niệm Phật đã an lòng cho nó qua. Có một cô chắc bữa nay ngồi trong này nè, 80 mấy tuổi hay là 60 mấy 70 tuổi gì đó, vô trong này 1 năm mấy rồi, ông chồng cũng quýnh dữ quá trốn vô đây, cả xóm làng đều biết hết. Rồi ông mới viết thư vô, ông nói ông dắt nhàn, ông phải trả vợ cho tôi. Ông viết cái thư á, ông làm gì ông giấu vợ tôi trong chùa, tôi sẽ nói giáo hội, nói công an sẽ xử lý thầy. Chắc nhàn đọc qua cái thư xong rồi gọi lên cho thầy Nhật Đạo đi tìm cho cái bà đó cho thầy. Đi tìm thấy bà lò mò ở trong chùa, kêu thôi cho bà về trời, bà khóc bù lu bà lo, bà nói ông chồng con muốn quýnh con dữ quá đi, coi như nếu con ở nhà là chết với ông, ông quýnh ông giết chết, con chạy ra đây con trốn cả năm mà sao giờ ông còn moi ra vậy ta. Bây giờ kêu thầy nhàn làm sao giải quyết cho tôi đi. Thì dân nhà mới kêu giờ có cái cách nữa thì thôi, bà cụ ra bên ngoài, ở vòng vòng bên ngoài đó, giờ trong chùa không có quản lý, không có trách nhiệm nữa. Rồi thầy đạo gọi về nói là bây giờ đó, có bà ở trong này, ông vô ông dắt về đi, chứ không có ở trong chùa đâu. Nói cách như vậy đi, giúp thì giúp vậy thôi, chứ ở trong chùa bà, ông kêu công an, giáo hội đến rồi tính làm sao. Ghê thiệt. Mà ông chồng mới lần đầu sao bắt đầu gặp nhau, ông nói anh em ông thương dữ người ta. Đến lúc về già ông quýnh con người ta chịu không nổi vậy trời.
tội thiệt là tội. Nhưng mà nói cho kỹ lại bà này chắc lúc trước cũng lầm ổng tơi tả te tu tà tả lắm rồi. Đúng không? Nếu mà đời này nè, bây giờ nè mà không vãng sanh thì đời sau gặp ổng nữa. Nó lạ, nó chiêu cảm lạ lắm. Mà chỉ có về Tây Phương Cực Lạc á, là mình gieo cái tịnh nhân á, cái tịnh nghiệp á, thì nó gặp cái tịnh duyên. Cái tịnh duyên đó là gì? Gặp được đạo tràng tu tập lúc lâm chung Đức Phật rước đưa mình về Cực Lạc. Mà về tới Cực Lạc gọi là gì? Nó thành tựu được cái quả. Tuy rằng nó có cái nhân ác đó nhưng mà nó không có duyên ác. Cái nhân ác có nhưng mà hàng ngày chỉ gặp các hàng Bồ Tát, các bậc thượng thiện nhân đi cúng dường mười phương chư Phật. Và không có một cái duyên gì để nó khởi ác lên. Cái nhân ác nó nằm đó rồi tự nó triệt tiêu, nó mất. Rồi lấy cái quả giác mà mình về Tây Phương Cực Lạc làm cái nhân địa tiếp tục mình tu tập cho thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì cái có cách này mới trốn thoát thôi, chứ nếu mà vô chùa cũng chưa thoát với ông đâu. Đó, ông môi ra rồi thấy không? Đúng không ạ? Nhưng mà thoát là thoát đến bây giờ hiện hữu vậy thôi, chứ đời sau vô coi chừng làm con ông làm vợ ông quýnh nữa. Ghê thiệt, cái nghiệp báo con người nó kinh khủng, mình nhìn lại là mình thấy nó không thể nào tưởng tượng được. Nếu mà con người đó ở ngoài đời không hiểu Phật pháp, họ làm ăn có tiền có bạc thì họ dính vô tài sắc danh thực thì không dính vô tài cũng dính vô sắc, không dính vô sắc cũng dính vô danh, không dính vô danh cũng dính vô thực, không dính vô thực thì cũng dính vô thì, ngũ dục cũng có thế nào thoát khỏi. Ấn Tổ nói bọn phàm phu mình mà có được tài sản thì nó dính vô ngũ dục, mà nó nghèo khổ thì nó dính vô sát đạo dâm dối, không thoát khỏi. Chỉ dính vô câu A Di Đà Phật, chỉ chấp trì danh hiệu một ngày đến bảy ngày yên, đúng không ạ? Tất cả ngã chấp pháp chấp, đừng có dính, mà chỉ có chấp trì danh hiệu, đúng không ạ? Đúng không ạ? Nghe thì sướng tai như vậy, chứ mà chấp vào cái phiền não nó kiên cố quá rồi. Không niệm nó cũng niệm, giờ niệm Phật niệm không nổi. Hôm nay mà quý vị nghe, quý vị thấy bình thường, trong lòng vẫn nhàn, thực sự cảm xúc lắm, cảm xúc lớn lắm. Đọc văn sao trong lòng cứ nói làm sao để người ta đọc văn sao được. Bởi vì cái lời nói của mình là tâm phàm không chuyển họ được, mong làm sao giới thiệu để học đọc văn sao. Nhờ cái lời của tổ đó, nhờ cái tâm lực, cái công đức Phật lực gia trì ở trong văn sao của tổ Ấn Quang để họ chuyển nghiệp, họ niệm được câu Phật hiệu, để lúc lâm chung họ vãng sanh Tây Phương, họ không có quên ơn mình. Nói cái ngày lễ viếng Phật Di Đà 17 tháng 11 năm Mậu Tuất 2018, tôi nhớ ông nói cho tôi có tín tâm, tôi niệm Phật. Giờ ông về Cực Lạc tôi xuống tôi đón ông, trời cảm ơn vô vàng. Không có cái ơn nào bằng cái ơn này. Thiệt sự không có ơn nào bằng ơn này, cảm ơn vô vàng. Người đó có thiện nghiệp, họ gặp thiện duyên. Thiện nghiệp đời trước có rồi, đời này họ sanh vô gia đình giàu có, họ gặp ông chồng cũng hiền lành, giúp đỡ lo lắng cho họ tu. Thiện duyên, bắt đầu nó sanh ra thiện quả, tiếp tục họ làm phước, rồi họ sanh ra gì? Thiện báo. Mà có những người ông chồng ông ngăn cản, ông không cho làm thiện, mà tâm họ quyết định họ làm, giấu ông chồng đi cúng dường. Nếu mà ông mà nghe lên chùa cúng dường là thôi ông chửi dữ lắm, kêu tôi nói bà rồi, mấy ông thầy chùa ông ở không, ông sung sướng cho ông ăn làm gì, ngồi mát ăn bát vàng. Thôi có nhiều ông thôi, ông nói lụ đạn dữ lắm, bà lên chùa làm gì, bà ở mấy thầy chùa luôn đi thôi. Cái miệng của ông nó kinh khủng, không có sợ ác khẩu là gì, không có sợ ác nghiệp là gì hết, mà cái quả báo nó tới sờ sờ mà không có thấy. Cho nên Ấn Tổ mới nói là phàm phu tạo nghiệp, quả báo đến cũng không biết là quả báo, nhân ác cũng không biết là nhân ác, cho nên thành ra điều ác nó ngập trời mây. Còn các hàng Bồ Tát làm thiện họ không nghĩ là làm thiện, cho nên họ cứ làm hoài, cho nên là điều thiện sâu dày như là lòng biển cả. Chứ những cái câu khai thị này đích đáng luôn, thiệt là đích đáng. Nãy giờ là 2:30 rồi đó. Nãy giờ có mệt không ạ? Ngồi không có làm gì đâu mà mệt. Bây giờ nghe lá thư nữa là hết nha. Cái lá thư này hay dữ lắm ạ. Bữa nay lâu lâu mình về gặp nhau, chứ đâu biết sau tuần sau vẫn nhàn có lên không nữa, thấy không? Thỏa mãn nó hết rồi làm sao? Bây giờ nghe cái lá thư này, thầy Nhật Minh lên đọc ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được tiếp tục đọc lá thư số 40 của Đại sư Ấn Quang phúc đáp cho cư sĩ Châu Tụng Nghiêu. Xin cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng ni và toàn thể chư vị liên hữu đồng tu từ bi hoan hỷ chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Lời lẽ tuy vụng về chấp pháp nhưng nghĩa lý vốn lấy từ kinh Phật, nếu chịu hành theo lợi lạc vô cùng. Nay đệ tử có một nghi vấn, cầu xin lão pháp sư từ bi chỉ bảo. Đệ tử ăn chay niệm Phật đã nhiều năm, nghe dạy rằng những người tin tưởng Phật sẽ được chư Phật trong mười phương ba đời hộ niệm. Các vị Thiên Long Bát Bộ, Đại Lực Thần Vương thường theo hộ trì, nghiệp ác đời trước lần lần tiêu trừ, dù có oan gia đối đầu cũng không thể làm hại. Mấy điều trên đây căn cứ trong kinh Phật, quyết không phải là lời nói suông. Nhưng vào khoảng tháng 3 này, nhân tiếp được tin tức của người bà con từ Thượng Hải gửi về, khiến đệ tử vô cùng ngạc nhiên. Theo tin ấy cho biết, bà Trương Thái Thái là người rất tin Phật, ăn chay đã hơn 20 năm, thường đến cư sĩ Lâm nghe giảng kinh Pháp. Bà ấy hiền hậu nhân đức, ưa làm lành, gặp ai cũng đều khuyên ăn chay niệm Phật. Không ngờ một hôm đang đi trên lộ để đem đồ ăn chay cho một vị sư huynh, bà bị xe cán chết. Lúc ấy vì không có ai nhìn nên nhân viên tuần phòng chở đi. Đến 3 ngày sau con cháu hay được mới xin đem về chôn cất. Đệ tử nghe tin ấy trong lòng kinh ngạc phi thường, đến nay vẫn còn nghi ngờ chưa hiểu. Việc này nếu người trong Phật học hội nghe được chắc cũng bàng hoàng không an. Cho nên đệ tử dâng lên bức thơ này, cầu xin lão pháp sư chỉ dạy, nói rõ nguyên do vì sao bà họ Trương lại bị cái chết thảm khốc như thế, và kết cuộc bà có được vãng sanh về Tây Phương hay chăng. Xin lão pháp sư mở lời minh huấn để cho nhiều người yên tâm niệm Phật. Ân đức ấy đệ tử cảm bội khôn cùng. Tiếp được thơ, biết ngươi đối với đạo lý Phật Pháp còn chưa hiểu rõ. Chúng ta từ vô thị đến nay đã tạo nghiệp ác vô lượng vô biên. Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử nghiệp ác có thể tướng, mười phương hư không chẳng dung chứa hết. Nên biết sự tu trì của hành nhân, nếu quả chí thành không dối thì có thể chuyển trọng báo, hậu báo thành hiện báo, khinh báo. Người phàm mắt thịt chỉ thấy sự kiết hung trước mắt, đâu biết được việc nhân quả đời trước và nhân quả đời sau. Bà họ Trương ấy nhiều năm tính tu, một sớm chết thảm, hoặc giả do sự khổ đó mà tiêu được ác báo tam đồ, sanh về cõi thiên. Nếu trong hiện đời bà tin sâu nguyện thiết thì cũng có thể sanh về Tây Phương. Nhưng chúng ta đã không có tha tâm đạo nhãn nên không dám ước đoán quyết chắc bà có được vãng sanh cùng chăng. Việc có thể quyết định là làm lành tất được quả lành, làm dữ phải mang ác báo. Nếu làm lành mà bị quả dữ, đó là quả báo của nghiệp ác đời trước, chẳng phải quả báo của nghiệp lành đời này. Các ngươi thấy bà lão bị sự chết khổ như thế, liền nghĩ lầm rằng việc lành không đáng làm, bởi làm lành không được phước nên mới sợ hãi nghi ngờ. Sự nhận thức đó đâu có khác gì người chưa nghe hiểu Phật Pháp. Nếu người đã tin chắc lời của Phật, quyết không vì việc ấy mà lộ ra vẻ sửng sốt kinh hoàng. Bởi việc nhân quả trùng điệp không cùng, có khi nhân này chưa trả, quả nọ đã chín mùi. Ví như gieo giống sớm thì gặt sớm, lại như thiếu nợ, chủ nợ mạnh lôi kéo trước tiên. Thuở xưa có một người một đời làm lành, khi lâm chung lại bị chết thảm để trả xong nghiệp trước.
đời sau lại được phú quý vinh hoa, như đời Tống một vị tăng ở chùa A Dục Vương muốn trùng tu tòa điện tháp thờ Xá Lợi, nghĩ rằng cần thân vương có thế lực mới đến quyên mộ, chẳng dè kết quả số tiền quyên không được bao nhiêu, bổn nguyện không thành. Vị tăng buồn bã lấy búa chặt tay trước đền Xá Lợi, máu ra nhiều liền chết. Cùng trong lúc ấy, cần thân vương sanh ra một đứa con. Từ khi mới lọt lòng, đứa bé thường khóc mãi không thôi. Bà vú bế nó đi chơi đến chỗ treo bản đồ xây tháp Xá Lợi thì đứa bé không khóc, bồng đi lại khóc to lên. Bà vú không biết làm sao, mới gỡ bản đồ xuống thường cầm để trước mặt nó. Từ đó đứa bé không khóc nữa. Vương nghe chuyện ấy lấy làm lạ, liền sai người đến chùa A Dục hỏi tâm thăm vị tăng khi trước mới hay ông chặt tay chết đúng vào ngày sanh của con mình. Do nhân duyên đó, thân vương một mình đứng ra sửa lại điện Xá Lợi. Đến khi đứa bé ấy được 20 tuổi, nhằm lúc vua Ninh Tông băng hà không có thái tử kế vị, mới di chiếu lập con của Cần Thân Vương lên làm vua. Cậu bé về sau được làm hoàng đế 41 năm, tức là vua Lý Tông nhà Tống vậy. Cái chết của vị tăng cũng là cái chết thảm, nếu không có sự khóc mãi chẳng thôi. Và khi thấy bản đồ tháp Xá Lợi liền nín lặng, thì đâu ai biết được đứa bé là thân sao của vị tăng đã chết thảm kia. Việc này chép ở tập A Dục Vương Sơn Chí, mà trong năm quan tự thứ 21, tôi dâng đi lễ tháp Xá Lợi vài mươi ngày đã được xem qua. Người rõ lý mặc dù cảnh ngộ thế nào cũng quyết không nghi nhân quả sai lầm, lời Phật hư dối. Kẻ không rõ lý chấp chặt một khuôn khổ, chẳng biết có nhân quả phức tạp, cho nên sanh lòng nghi nan, truy ra đều do không có chánh kiến. Như chỗ ngươi nói, người niệm Phật có tam bảo gia bị, lòng thiên hộ trì, đó vẫn là lẽ nhất định không còn sai lầm. Nhưng đối với việc chuyển quả báo nặng đời sau thành quả báo nhẹ đời này, ngươi còn chưa rõ biết, nên không khỏi có sự nghi ngờ, bàn bạc không hợp lý kia. Thuở xưa ở Tây Vực, giới hiền luận sư là bậc đạo đức cao trong một thời, tiếng đồn vang khắp bốn xứ Thiên Trúc. Do vì tốt nghiệp, luận sư mang chứng bệnh dữ, đau đớn vô cùng, chịu không kham nên sắp muốn tự vận. Vừa trong đêm ấy, luận sư nằm mơ thấy ba vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền và Quán Thế Âm giáng lâm bảo rằng: ngươi trong kiếp trước nhiều đời làm vị quốc vương, bởi não hại chúng sanh nên sẽ phải bị lâu dài đọa vào ác đạo. Nhưng do đời nay ngươi có công hoằng dương Phật Pháp, nên chuyển lại chịu sự khổ nhỏ ở nhân gian để tiêu trừ sự khổ lớn nhiều kiếp nơi địa ngục. Vậy ngươi gắng nhẫn chịu, chớ nên buồn rầu mà tính việc chi khác. Trong 3 năm nữa, ở xứ Đại Đường có vị tăng tên Huyền Trang sẽ đến đây thọ pháp với ngươi. Giới hiền luận sư nghe rồi liền ráng chịu khổ sám hối, lâu ngày bệnh lần lần thuyên giảm. Qua 3 năm sau, Huyền Trang đến chùa Na Lăng Đà, giới công bảo đệ tử nói trạng thái bệnh khổ của mình. Chính người thuật lại cũng nghẹn ngào rơi lệ. Bao nhiêu đó cũng đủ biết sự khổ ấy là dường nào rồi. Nếu ba vị Bồ Tát không nói rõ nhân duyên kiếp trước, người đời sẽ bảo ngài giới hiền chẳng phải là bậc đạo đức cao tăng. Hoặc có kẻ lại cho rằng một vị đại tu hành mà còn bị chứng bệnh thảm thế ấy, thì Phật Pháp có chi là linh nghiệm. Tóm lại, chỗ hiểu biết của các ngươi còn cạn, nên vừa thấy việc chi hơi khác liền sanh lòng kinh nghi. Hành vi ấy có thể khiến cho kẻ ít căn lành thối thất lòng đạo. Nếu thấy người làm ác mà hiện đời được phước báo, chắc các ngươi cũng khởi niệm hiểu lầm như thế, nên biết đó chẳng qua là sự chuyển biến
của những lớp tiền nhân hậu quả phức tạp không đồng, để đổi quả nặng đời sau làm quả nhẹ hiện tại, hay chuyển quả nhẹ hiện tại thành quả nặng đời sau mà thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Những cái lá thư của Ấn Tổ, những người mà người ta nhận được cái lá thư này người ta quý lắm, người ta lưu giữ lại cất đến khi ngài thị tịch rồi đó. 990 lá thư, 3 bộ Tam biên, Tăng quản chánh biên, tục biên, 990 lá thư, 990 gia đình. Mỗi người nhận được lá thư của ngài, họ quý cái lá thư của ngài và ngài hành, họ hành trì nó có hiệu quả. Giống như là cái cô Hệ Tỉnh đó, khi nhận được văn sao về đọc một năm sau, khi bị bệnh ung thư cái là niệm Phật và vãng sanh, nhờ gặp được bộ văn sao này. Cho nên Vấn Nhàn hôm nay nhân cái ngày lễ vía Phật A Di Đà, chư tôn đức tăng ni, không biết là tu thiền hay tu tịnh độ, tu mật hay là học giáo, Vấn Nhàn thực sự chân thành cung kính cúng dường cái bộ tục biên quyến thượng và quyến hạ bên ngoài cái phòng kinh sách tặng miễn phí, đem về cất đó. Một ngày mình đọc vài lá thôi, có nhiều người thấy dày quá đó, mình ngán, mình đừng có đọc hết một lần, đọc vài lá từ 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 từ. Cái thân của mình cũng vậy, từ ăn mặn chuyển qua ăn chay, cái cơ địa của mình nó khó chịu lắm, chống mặt chống đồ, nó làm đủ thứ, nó chưa có thuần, nó chưa có quen. Cái thân thể là xác thịt cũng vậy đó, mình ăn chay từ từ lần lần cái nó hòa nhập vô cái chuyện ăn chay, máu thịt trong cơ thể mình, cơ địa mình, cái nó hòa nhập vô trong cái vấn đề ăn rau cỏ, không ăn thịt chúng sanh nữa, phải có thời gian từ từ vậy. Có nhiều người căn lành họ nhảy một cái qua họ ăn chay liền được. Có bà cụ bữa nay bà cũng ngồi đây nè, bà ở ngoài Đà Nẵng á, ăn chay 2 năm nay, ăn chay một cái rụp là được, bà quyết định ăn luôn. Thì cái cơ thể của mình nó cũng là một cái nghiệp báo, đôi khi nhiều lúc cái nghiệp mình nó nhẹ, mình chuyển sang ăn chay nó được liền. Có nhiều người nó giằng co, ăn cứ thèm thịt hoài. Thì trong cái tâm lý của mình cũng vậy, mình nuôi dưỡng cái pháp thân huệ mạng mình bằng cái Phật Pháp á, thì mình cũng phải từ từ, mình nhịp, mình đọc văn sao, mình đọc kinh, mình niệm Phật, mình lễ Phật, từ từ, mình nhịp, mình mới vô. Chứ người nào mà cứ láng sáng vội vàng, nghe một cái là ào thì không thành tựu. Còn mình giải đãi quá thì thôi, nó cũng không biết khi nào mà đi tới đích được. Thì cái thân thể cũng vậy, ăn uống để mà nuôi thân thể nó cũng phải từ từ, nó hấp thụ được, Phật Pháp nó cũng phải hấp thụ, nhưng mà mình kiên quyết không bỏ. Hàng ngày mình làm đều đặn, từ từ mình hấp thụ. 3 năm thôi, trong người quý vị một bụng văn sao luôn, nói ra cái gì là niệm Phật vãng sanh, Ấn Tổ đồng hóa với nhân vật này mất rồi. Đồng hóa hay nào không hay. Mình coi vào một cái tư tưởng của người đó, lâu ngày mình sẽ đồng hóa đến nhân vật đó, chắc chắn là nó như vậy. Niệm câu Phật hiệu nương theo nguyện lực của Đức Phật Di Đà, lâu ngày nó cũng sẽ đồng hóa với Đức Phật A Di Đà. Đồng hóa nghĩa là hai mà một. Hôm nay mà chư tôn đức tăng ni, quý Phật tử ngồi nghe mà trong lòng nó hoan hỷ, không có bực bội khó chịu gì hết, trong lòng nó khinh an, thiệt tình là một cái căn lành sâu dày, nhiều đời nhiều kiếp có duyên với Phật Pháp, hôm nay mình mới gặp như vậy. Chứ còn không thôi chư tăng sao, sáng chuẩn bị lên trên này cái đau bụng trở đi bệnh viện, quý vị chuẩn bị đi cái là gì, con cái nó kiếm chuyện nó làm phiền, lên tới trên kia cái nổ bánh xe, đủ chuyện nó rắc rối. Chứ không phải là mình muốn làm một điều thiện, mình ngồi trong một cái pháp hội này nó dễ dàng cho mình đâu. Nó có cái phước báu nó bao bọc, có long thần hộ pháp gia trì mình sao mình mới tới ngồi một cái pháp hội như vậy để mình nghe một buổi thuyết pháp, mình niệm một đêm mình niệm Phật được. Không phải là tự bỗng không đâu, nó có một cái nhân duyên lạ lắm. Vì vậy cho nên hôm nay đông quá, hai chánh điện kính bên ngoài kính hết. Nếu mình phóng sanh xong mình đi ra ngoài là thôi, bao nhiêu người này là không có chỗ chen chân, không có bưng cơm ăn được. Thì trong cái ngày lễ vía nó không có trang nghiêm thanh tịnh để cho quý vị dùng một cái hộp cơm nó thiệt là ngon. Trong cái ngày lễ vía không lo toan gì cả. Rồi chúng tôi có in cái lời khai thị của Ấn Tổ.
cái tấm này nè về dán trên cái phòng thờ mình đó, là cái phương pháp dụng công niệm Phật ký số. Hôm bữa Giác Nhàn có đọc cho quý vị nghe mà có nhiều quý vị quên đi, thì Giác Nhàn có in ra 5.000 tờ đó, thì để tặng cho quý vị về quý vị dán, cứ công phu hoặc đi qua đi lại quý vị nhìn quý vị đọc, mỗi lần đọc cái là cái chủng tử bắt đầu nó đi vô trong tâm của mình, chứ không phải là kêu là niệm Phật cái mình nhảy vô mình niệm được liền, là bởi vì cái nghiệp chướng mình nó sâu dày, cái tâm khinh nhờn mình nó lớn, không thấy cái câu Phật hiệu nó là giá trị mình niệm không vô. Nó lạ lắm, cái tâm mình không phải là mình bắt nó làm sao là nó làm vậy được đâu ạ. Nó nhiều nó mình bắt nó đường nó làm ngã, mình tối mình ngủ mình kêu ngủ đi ngang, nó không ngủ, nó tính à, có không ạ? Nó không có đơn giản. Rồi nhiều lúc mình kêu không ngủ ngang, ngồi nghe Pháp ngang, nó ngủ. Quý vị chịu nổi nó không? Có không ạ? Trời ơi, cho nên nó không có đơn giản chút nào đâu. Cái đó là gì á? Đó là tập khí, là nghiệp á. Nó làm cháy que hết à, nó chuẩn bị, nó bình, nó gần chết, nó không chết ngang, nó chết. Quý vị làm gì nữa không? Chết là một thân của tư tưởng, một thân của cái tư tưởng nó đoạn diệt, nó không ở trong tồn tại cái thân nữa, nữa là nó chết, cái thân này là vứt đi thôi. Không phải là mình muốn nó là nó làm, cho nên cần đọc sách của Thánh Hiền từ từ bắt đầu nó mới đồng hóa. Còn nếu mà mình thả ra mình đi rong nữa là thì thôi rồi, vĩnh viễn khi nào mà mình có thể hàng phục được nó. Như con khỉ, như con ngựa, tâm vương ý mã mà. Tâm mình nó giống như con khỉ, ý mình như con ngựa, nó nhảy sổng, không cách nào mà cuộn nó lại được hết. Chỉ có cách là niệm câu Phật hiệu đếm số, lâu ngày chày tháng thì nó nhất tâm, nó vô niệm Phật tâm muội, thì cái cách Ấn Tổ chỉ có cách đó là ổn thỏa nhất. Ngài vẫn dùng cái cách đó. Cái chương trình Pháp hội á, thứ bảy tuần tới vẫn niệm Phật một đêm, 6 giờ thứ bảy phát lại cái đĩa này, Giác Nhàn về cắt xén. Bữa nay không có phát trực tiếp, mọi người khắp nơi trên thế giới không xem trực tiếp được nữa. Quý vị có mặt ở đây thì muốn nghe lại cái đĩa này, tối thứ bảy phát trực tiếp trên trang web, 6 giờ đến 8 giờ. Hôm nay 2 tiếng rưỡi là 6 giờ đến 8 rưỡi. Quý vị nghe lại nhiều lúc nó khác. Và tối 9 giờ bắt đầu chúng ta niệm Phật một đêm đến 6 giờ sáng. Thì cái lúc mà đi kinh hành á, Giác Nhàn nhắc một chút xíu. Bữa nay mấy thầy dẫn chúng cho đi kinh hành hơi nhiều một chút xíu, chứ còn lạy đôi khi mệt mỏi quá úp mặt xuống ngủ tại chỗ luôn. Còn ngồi nó còn buồn ngủ dữ nữa, còn đi làm sao? Mở 6 chữ Giác Nhàn Nam Mô A Di Đà Phật trong cái ý quý vị á, số 1. Thì khi Giác Nhàn niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật nó chừa cái khoảng trống á, thì quý vị mới Nam Mô A Di Đà Phật trong cái ý của quý vị, cái tâm quý vị nhớ là câu số 2. Quý vị đi nửa tiếng là coi như là nó nhanh vô cùng, cực kỳ nhanh. Bởi vì cái tâm nó không có mong hết giờ, nó không có mệt mỏi. Còn khi cái miệng mình đọc ra là nó hao khí, tổn khí. Khí là cái không khí, cái hơi thở mình. Thần là cái tinh thần của mình, nó vừa là bắt mình muốn đi ngủ, vừa là vọng tưởng. Gọi là hao thần tổn khí, niệm Phật ra nó mệt dữ lắm. Còn thần mình thì đang an trụ trên câu Phật hiệu với lại số. Thì cái miệng của mình niệm ra câu Phật hiệu để mình nghe, mình nhiếp vô được thì nó không mệt. Còn không thì nó mệt dữ lắm, nó ngán dữ lắm. Thì cái cách niệm Phật một câu Giác Nhàn quý vị nhớ số 1, một câu quý vị nhớ số 2. Rồi đi như lúc nó không nhớ số 2 nữa, đứa nó đang mê, nó nhớ ngủ không à, quay lại số 1. Đến số 10 bắt đầu là mình trở lại, từ từ bắt đầu nó thuần ở trong đó. Mà khi mình nhớ giỏi rồi đó, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ấn Tổ nói niệm nhanh hay niệm chậm tùy mình. Nếu mà hôn trầm mình niệm hơi nhanh, lớn tiếng một chút vẫn nhớ số. Nam Mô Quán Tham Bồ Tát, Nam Mô Quán Tham Bồ Tát, Nam Mô Quán Tham Bồ Tát là biết số 3 rồi đó. Bởi vì người ta nhớ nó thuần trong cái số rồi, nó nhiếp trong cái số, nó thuần ở trong đó rồi, cái tâm nó không có chạy ra được nữa. Còn mình nhớ không có thuần thì sao? Chút nữa Nam Mô A Di Đà Phật, chút nữa nấu gạo cơm nấu gì đây ha, canh nấu gì đây ha. Biết là chút nữa xuống nấu rồi, mà nói sao mày sanh chuyện quá vậy mày, chút nữa mày xuống nấu chứ mày làm cái gì mà mày cứ tính hoài vậy mày. La cái gì nó cũng tính, rầy cái gì nó cũng tính, cái đó không biết cách dụng tâm. Chửi nó, nói cái gì cũng nó vẫn tính. Cho nên Ấn Tổ nói là dẹp giặt phiền não giống như là đứa nhỏ. Nó làm mình làm mẩy, nó khóc lóc, nó la, nó ôm sùm hết trơn. Mình nạt nó còn làm dữ. Mình siêu xuống, nó làm tới. Bỏ mặt nó, Ấn Tổ nói bỏ mặt, đừng quan tâm nó. Lo công việc mình, đổi cái nó không có tiếp xúc gì với nó nữa, cái tự nhiên bẽn thẹn nó bình thường trở lại. Cái này ngài nói nha, cũng vậy mình cứ lo A Di Đà Phật, đừng có la rầy vọng tưởng.
đừng có sợ nó, cũng đừng có đánh đuổi nó gì hết trơn. Mình chỉ lo công chuyện niệm Phật, cái từ từ nó yếu lần, cái nó mất tác dụng. Hiểu không? Cái cách nó là gì? Mình rầy cái tâm. Nhớ bà cụ hồi trước á, mỗi lần bà phiền não bà tát vô mặt mình cái, bà kêu sao mà mình cứ nghĩ bậy vậy mày. Không hết được. Càng ra lầy là càng đầu mập thêm đầu, vọng tưởng thêm vọng tưởng. Chỉ có gì nhớ số, quên nó thì nó yếu. Cũng như đứa nhỏ, cái câu chuyện này ấn tỏ đó nha. Sợ nó thì nó càng lầm tới, la nó thì nó càng lầm mình lầm ấy. Bỏ đó, mày làm gì làm đi. Chị vọng tưởng là vậy đó. Cứ lo niệm Phật, thì cái lực niệm Phật mạnh thì nó phải yếu thôi. Nó yếu rồi từ từ nó chết, nó nằm im đó. Thì cách đó là trói buộc tâm vào cái số. Miệng thì gì? Ra câu Phật hiệu khởi lên từ tâm. Biết niệm câu số mấy, nghe rõ ràng, cứ như vậy mà làm thì nó sẽ chết, vọng tưởng nó sẽ chết. Có nhiều người sợ quá, ủa tôi không có nghĩ gì hết, vậy sao tôi đi làm ăn ta? Mà cái người niệm Phật khéo lắm, đụng chuyện cái là họ giải quyết được ngay, yên tâm đi. Còn có nhiều người suy nghĩ càng mỏi mệt, càng vọng tưởng, càng hao thần tổn khí, mệt quá rồi gặp chuyện giải quyết không được, tổn thọ nữa. Cho nên cái vọng tưởng kinh khủng lắm. Hết sức khéo léo vận dụng công mới được, chứ không phải đơn giản. Một mặt là phải gì? Bế quan, bớt đi ra bên ngoài. Ngài nói tôi khi đến Linh Nham tôi không để tâm đến cái cảnh nào hết á. Trời, Linh Nham ở trên núi Phổ Đà nó đẹp biết cỡ nào mà kể. Các nhàn lên đó rồi. Ngài kêu tôi chỉ để cái tâm vào cảnh cực lạc. Cho nên từng lời từng câu của Ngài nó hay. Tôi không để một cái cảnh nào ngoài cái cảnh cực lạc. Ngày đêm tôi để cái tâm vô cảnh cực lạc với câu Phật hiệu, không mơ tưởng cái cảnh nào khác. Bây giờ họ vô cái cảnh giới niệm Phật rồi là họ hưởng cái Phật lực gia trì, Phật quang phổ chiếu, họ an vui trong cái pháp vị đó. Họ không muốn đi đâu. Còn mình đi lăng tăng lang tang, mình đi tùm lum hết trơn, không chủ câu Phật hiệu, mình nghĩ mình là Bồ Tát rồi, cuối cùng rớt. Giống như chén bát mà không nung nó thành sành, qua trận mưa là gì? Rã. Tâm mình không có hàm dưỡng câu Phật hiệu, nhất tâm bất loạn an vui trong câu Phật hiệu, thì gì? Phiền não đến thọ mạng hết cái là gì? Đọa lạc, gọi là thành bùn, chịu không nổi. Ngày hôm nay giấc nhàn thực sự cái ngày lễ vía Đức Phật Di Đà, trong tâm cũng có những cái cảm xúc khi quý Phật tử, quý thầy về đây. Chẳng lẽ giấc nhàn lên không có nói gì hết thì quý Phật tử niệm Phật về xong rồi mình hành mà không có giải. Giải tức là mình nghe được cái nghĩa thú để mình hiểu, để mình có niềm tin, gọi là giải. Hành là mình hành trì, gọi là giải hành tương ưng. Phải là như vậy mới được. Và có những cái ngày sắp tới cũng thông báo với chư Tôn Đức Tăng Ni có mặt ở đây. Cái ngày 15 tháng Chạp là tháng 12 âm lịch, tịnh thất của mình làm lễ tất niên. Nhân đó cũng là 100 ngày của mẹ cô giáng hương, của cúng dường trai tăng. Rồi cô phát tâm của cúng dường quà cho tất cả các cụ ăn Tết, dép rồi đồ đạc hết. Dép hình như sắm cũng 500-600 đôi sao. Rồi quà đồ đạc tất cả mọi thứ cúng dường. Bữa đó cũng cúng dường trai tăng, cúng thí lớn, mời quý thầy 2 giờ chiều về cúng thí ở phía dưới đó. Cho nên hôm đó chúng ta có thời gian thì chúng ta sắp xếp, chúng ta về để làm lễ tất niên. Và cái ngày 30 Tết á, buổi chiều 30 đó thì quý thầy cũng có làm một cái chương trình tất niên trong nội bộ thôi. Thì đó, trong nội bộ một số các gia đình Phật tử ở các tỉnh có về ăn Tết thì chúng ta về đây. Nhưng mà về đây thì ăn Tết thì ăn sao? Ăn chay nằm đất thôi chứ không có ăn gì sang trọng nha. Rồi sáng khoảng 8 giờ ngày mùng 1 Tết, hôm nay ngày 17 thì chỉ còn lại tháng 13 ngày nữa là mình tới ăn Tết hết năm Mậu Tuất rồi. Thì khoảng 8 giờ thì giấc nhàn sẽ tặng quà cho quý vị. Nghe hôm nay mấy thầy mua quà quý dữ lắm, mà hỏi mấy thầy quà gì, mấy thầy thôi để bí mật đi, nói ra nó không tốt. Để mùng 1 Tết tặng quà cho quý vị ha. Thì tối 30 quý vị cứ đón giao thừa ở tại nhà thôi. Rồi sáng mùng 1 chúng ta tới đây cho đến khoảng 1-2 giờ chiều là giấc nhàn tiếp xong, thì giấc nhàn về lại khu chuyên tu. Rồi mùng 6 Tết á, là cộng tu đầu năm, có cái máy nhỏ nhỏ mà niệm Phật không á, mới đặt 5.000 cái, mùng 6 Tết mới phát.
tính ra mới chuyển 1.2 tỷ á, làm 6.000 cái máy nữa. Đó, nói máy cái tự nhiên mắt nó tỏ lên, thấy chưa? 6.000 cái máy đặt để cái ngày pháp hội tất niên á, là ngày 15 tháng 12 đó, một số Phật tử chưa có sẽ tặng tiếp. Vì vậy cho nên thành ra máy là nhiều người người ta thích, hàng ngày họ xin rất là nhiều. Thành ra hôm nay ai chưa có máy giơ tay coi. Ai cũng chưa có hết trơn rồi. Giờ không biết phát kiểu gì đây nữa. Thì thôi giờ riêng cái ngày hôm nay đó thì Giác Nhàn cũng sẽ tặng máy cho quý vị. Nhưng mà cái này hôm nay Giác Nhàn nói thật lòng, những người nào mà có nhận máy tuần trước á, tuần trước nữa đó, thì thôi mình để lại cho bạn mình. Lỡ mình nhận rồi nó hư thì mình mang về đây thì đổi cái khác. Còn nói cha mẹ anh em chưa có thì thôi để những người họ lên đây có mặt họ nhận, chừng nào dư rồi bắt đầu mình mới xin về cho anh em bạn bè của mình ha. Cho nên thành ra hôm nay có một số mấy người ở xa, người ta về người ta rất cần máy, thì Giác Nhàn chỉ còn một ít thôi để trên thất. Anh nói vậy chút nữa là bu đông đen cho nó. Nhưng mà phải làm sao sắp xếp để mà tặng cho Phật tử ngăn nắp một chút. Chứ tuần trước nữa tự nhiên về trong lòng mình cũng buồn. Mình kêu là thôi phải Phật tử đừng có tham, mà sao mà họ thấy mấy họ tham nhanh dữ. Ra hôm nay là mình sao xếp hàng ngay ngắn, đợi người ta lấy trước, cho bạn mình lấy trước, người ta đi về đi, mình lấy sau, vậy mà đôi khi có nhiều hơn lấy trước ha. Đó. Còn về vấn đề mà mỗi chủ nhật đó, hôm nay không có phát trực tiếp nữa, thì chiều thứ bảy đó quý vị sẽ lên xem trực tiếp. Giờ đây thì cái thời gian cũng đã hết. Nhân cái ngày lễ viếng Đức Phật A Di Đà, Giác Nhàn cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức thân ni pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, và lèo lái con thuyền chánh pháp, lấy pháp môn tịnh độ, giúp đỡ độ cho chúng sanh đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chẳng A Di Đà Phật. Còn quý Phật tử thì nhân ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà, Giác Nhàn cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ để quý vị giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, văn làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, phát bồ đề tâm, một đời này đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và A Di Đà Phật. Giờ đây thỉnh chư tôn đức tăng ni để hồi hướng, xong rồi ngồi lại để mà dùng cơm ha. Chúng ta hồi hướng cho tròn xong cái buổi pháp thoại hôm nay. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Giải hương định hương dễ hệ hương giải hương giải hương trì kiến hương hoàng minh văn đài biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền nam mô cúng dường bồ tát nam mô cúng dường bồ tát nam mô cúng dường bồ tát ma ha tát. Hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm Mậu Tuất 2018 tại tỉnh Thất Quan Âm tổ chức lễ viếng Đức Phật A Di Đà. Chư vị Phật tử hôm nay về cộng tu một đêm và giờ đây còn phát Bồ Đề tâm, bỏ tịnh tài ra mua tất cả các loài lương, loài cá, loài chim, loài ba, loài ốc, đem về đây để phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời mà sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất, châu báu ngọc ngà. Tăng lễ chiều hôm nay con cá, con chim, con lươn này bị cắt cổ nhổ lông chim xào nấu nướng, đau đớn bằng hoài sợ hãi ra ta. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu, ít bệnh hoạn, và tất cả loài chúng sanh này giờ đây được quy y tam bảo, được sám hối nghiệp chướng, được nghe câu vãng đức hồng nhận nam mô A Di Đà Phật, được nghe chánh pháp. Quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được trí huệ sáng suốt thông minh.
Này tất cả các loài chúng sanh, trong kinh Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nghĩa là con cá, con chim, con lươn, con ba ba, con ốc, con rùa đều có Phật tánh. Tuy nhiên tánh Phật quý vị do nhiễm tham sân si, nhất là nghiệp si mê, cho nên quý vị phải mang thân loài súc sanh sống chết gửi trên giao thớt. May thay hôm nay các vị còn được túc căn thiện lành, gặp được người cứu mạng, chắc nhiều đời quý vị cũng gieo căn lành trong Phật pháp. Giờ đây quý vị hãy giữ tâm mình cho thanh tịnh, để quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng và phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tịnh thể biến sai tầm thiền thắng không bán đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng duyên dị tội tiêu khi hỏi nhiễm hóa hồng ly. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Cụ tử thị giả bác công đức thị tại thiên chân tiên tẩy chúng sanh nghiệp câu trần biến nhập thị lô qua tạng giới. Ca trùng vô sứ bất siêu luân thị bất tẩy thị diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đảng địch đàn tràng sái phân mộc nhi tác dương sung. Khi nghe bằng nhi thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trợ quế thánh phạm ưu hiển tẩm thanh lương Bồ Tát liễu đầu cam lồ thị. Năng linh nhất đức biến thập phương tinh chuyên cố ế tạm quyên trừ khổ sái pháp viên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạn nhất thiết nghiệp chướng đắc sanh căn bản tịnh độ đà la ni nam mô a di đà đa già đa già đa di đà la a di đà đô ba tỳ a di đà đa nam cam ba tỳ a di đà đa đề ca lam đế thì ca lan đa già di ni già già na chỉ đa ca lệ ta bà a nam mô a di đà bà già đa ta già đa già đa di đà đa đề đa nam cam ba đề a di đề đa đề ca lan đế a di đề đa đề ca lan đa già di đề già già na di đa nam mô a di đà bà già đa na già đa già na di đà na a di đề đa ba đề a di đề đa nam cam ba đề a di đề đa đề ca lan đế ca lan đa già di đề già già na di đà ca lệ ta bà a đề các loài chúng sanh kia ở các ngươi nên nhớ cho thân xuống sanh đa ứng tâm về tam bảo được trở đầy đủ tập chấm ba ba tinh sau cùng nguyện thế a di niệm phật di đà cầu chứng được ngôi bấm hai để độ thẳng chúng sanh. Nam mô tịnh độ phẩm bồ tát, nam mô tịnh độ phẩm bồ tát, nam mô Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sanh đây có bao nhiêu lần ta nghe lấy những điều dạy rằng cả nơi chân lòng chân tu lắm nên đời này chìm đắm sông mê tôi tâm chẳng biết tu trì hơn sống đó đây che từ đâu bỏ lòng vây sừng có đỡ được đâu dù là bay trước lăng sau lưới bay tên băng bóc câu thà rồi ta càng bất cùng hơi vung độc kêu máu ai đưa hồn còn quan quan báo lên con nội vung văn chết nay ngươi cần chấp mây sao nhờ các vị thiện nhân cứu cho ngươi được thoát thân nhờ ba màu về ngươi kịp hồi đầu quy hòa sông dòng lòng quy quán quy tăng hết nằm sám hối thân tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh quy quy vào lượng tốt trong tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy pháp ly dục chúng tôn này các loài chúng sanh vị quy y tăng chúng chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y vào công đồ địa ngục này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y vào công đồ na quý này các loài chúng sanh quy y tăng công đồ bàn sanh này các loài chúng sanh kia các người xưa đã tạm bao nhiêu điều tội lỗi chót là tham sân si tự tâm bị nhiễm mà sanh ra. Nam mô cầu sa môi bồ tát, nam mô cầu sa môi bồ tát, nam mô cầu sa môi bồ tát ma ha tát. Nam mô đa bảo như lai, nam mô bảo thắng như lai, nam mô diệu sự tăng như lai, nam mô quảng quang thân như lai, nam mô ni bố ý như lai, nam mô cam lộ vương như lai. Di đà như lai vi văn lễ a di đà phật ở phương tây thế giới an lành con nay xin phát nguyện vạn sanh cõi trinh đức từ bi tiếp độ nam mô thế giới này từ đại bi tiếp dẫn đạo sư a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà
Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Nam Mô A Di Đà Phật 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 Nam Mô A Di